Chắc chắn thực lực của Thiên tử là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, quá lớn mạnh, trấn áp một thời đại, người đời cũng thảo luận về sức chiến đấu của Thiên tử hẳn là có thể sánh ngang với người của thượng giới. Trừ khi người này là thiên tài của thượng giới, nếu không gần như không có tư cách giao thủ với Thiên tử. Chẳng qua cũng phải nói lại, khí tức mà vừa rồi đối phương phóng ra, chắc chắn có thể nói là kinh khủng, nói không chừng thật sự có thể chiến đấu với Thiên tử. Chúng ta đi, cuối cùng ba người lôi chiến liếc mắt nhìn Lục Trần hình như muốn ghi lại Lục Trần trong lòng, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Đối với ba người, Lục Trần lười so đo với bọn họ, ra tay dạy dỗ ba người một trận, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nói không chừng truyền sau khi truyền ra ngoài còn có người nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Sau khi ba người lôi chiến rời đi, khách điếm khôi phục vẻ yên lặng, bốn người ngồi vây quanh một cái bàn ăn cơm, xung quanh không người nào dám đến quấy giày. Ôi, Cao Hiên cũng ở trong thành, đột nhiên, tiêu dao dừng ăn cơm, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc tiểu tử này còn lẫn vào trận doanh của thiên tài thượng giới, nói thiên tài thượng giới sẽ tụ hội trong thành nên ở lại nơi này mấy ngày. Cảnh tử mặc giống như nhận được tin tức của Cao Hiên, lên tiếng nói. Hai người hiểu được lúc trước vì sao liên tiếp nhìn thấy thiên tài của thượng giới đến, đọa lạc ma điện hạng phi vũ cũng tới, lôi chiến nói thiên tử cũng tới, đoán chừng là vì trông thấy thiên tài của thượng giới, cho dù là hạng phi vũ hay là thiên tử cũng có tư cách vật cổ tay với thiên tài của thượng giới. Cao Hiên trong miệng hai người, một trong những tứ hại, bị người đời gọi là thần trộm tuyệt thế, người này rất lợi hại, thường xuyên chỉ chú ý ruộng thuốc, kho báu, vân vân của các thế lực lớn. Ban đầu cảnh tử mặc và cao hiên cùng nhau tiến vào bồ đề sơn lấy trộm bồ đề quả, bởi vì bại lộ sơ hở, sau khi bị phát hiện thì được liệt vào danh sách đen của bồ đề sơn. Huyền vũ lão tổ lại càng phải nói, gặp hắn lần nào thì bị đánh lần đó. Theo tiểu tử này nói tùy tùng là một người gọi là tượng mãng, người này đến từ tộc thần tượng, từ trong miệng của tượng mãng, hắn còn biết được thiên kiêu này không phải đến từ cửu thiên mà là đến từ một nơi nào đó tên là sơn hải giới tiêu giao tiếp tục nói với lục trần tình báo của cao hiên gửi cho hắn bây giờ cao hiên thành công trà trộn làm vì tùng bên người của một thiên kiêu thượng giới đoán chừng là theo dõi bảo vật của đối phương đối với bọn họ thiên kiêu thượng giới chỉ là một đám người mập chảy mỡ lục trần vừa gấp thức ăn vừa nói ngươi hỏi hắn trong thiên tài hạ giới có người nào xuất sắc cao hiên nói rồi chúng ta phải cẩn thận với nhiều người một tiểu tử tên là thần mục trong thân thể chảy huyết mạch của thiên thần là một nhân vật cấp lĩnh quân thần mục không phải là tiểu tử lúc trước không vu chiến kinh ngạc nói trước đó không lâu hai thiên tài thượng giới đánh một trận ở trên bầu trời thành trì một người tên là lôi thương một người tên là thần mục hắn còn nói phải cẩn thận bốn người lôi thương tề dương viên chính thanh yến tử hiên cảnh tử mặc tiếp tục nói quan trọng nhất phải cẩn thận một nữ tử tên là mai anh lạc nữ tử này có thể là người xuất sắc nhất trong nhóm người hạ giới. Cho dù là bối cảnh bản thân hay là bối cảnh sư môn, cũng khiến những người còn lại nhìn bối cảnh của nó. Hai người không ngừng chia sẻ tình báo Cao Hiên gửi đến đích tình bá, trên căn bản nắm rõ tên của bọn họ. Yến Tử Hiên, ánh mắt lục trần nhẹ nhàng híp lại, đối với hắn, cái tên này có chút quen thuộc. Hắn nghĩ tới ban đầu ở không gian đông hoàng lĩnh ngộ kiếm ý cấp hoàng, lập tức có cường giả của đao thần điện dồn ép hắn chiến đấu với đao tu cùng cấp bậc, nhưng mà đột nhiên xuất hiện hai kiếm tu cho hắn chỗ dựa, một người tên là Liễu Mục, tu vi Thánh Vương đỉnh phong, kiếm ý cũng đạt đến cấp Thánh, dung nhập quy tắc thải âm vào bên trong kiếm ý, được gọi là Hàn Băng Kiếm Thánh. Chương 1100, bàn về lá gan của tứ hại hai. Một người khác tên là Yến Tử Hiên, là sư đệ của Liễu Mục, Yến Tử Hiên là tầng Thánh Quân, nhưng kiếm ý cũng đạt tới cấp Thánh, có thể nói là yêu nghiệt. Bây giờ hắn vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý cấp Thánh, lục Trần ấn tượng rất sâu với hai người đến nay vẫn nhớ ở trong lòng cũng không biết cao hiên trong miệng yến tử hiên có phải cùng là người gặp ở không gian đông hoàng hay không trong lòng lục trần lầm bầm lầu bầu một câu kế tiếp bốn người bắt đầu ăn cơm sau khi cơm nước xong chuẩn bị nghỉ ngơi sắc mặt cảnh tử mặc và tiêu dao hơi thay đổi kinh hô cao hiên cầu cứu chúng ta lá gan tiểu tử này cũng quá lớn rồi cảnh tử mặc gầm nhẹ một tiếng làm sao lục trần tò mò hỏi một câu cảnh tử mặc nói tiểu tử này to gan lớn mật thừa dịp lúc thiên kiêu thượng giới tượng mãng ngủ, chuẩn bị gỡ nhẫn không gian của đối phương xuống, nhưng mà tượng mãng cực kỳ nhạy cảm, lần đầu tiên mở mắt thì tiểu tử này chạy thoát thân rồi. Thiên kiêu tượng mãng của tộc tượng thần hiện tại đang ở thánh điện thiên võ, cao hiên, một trong tứ hại, giáp tâm hại người, muốn ăn trộm nhẫn không gian của tượng mãng, vừa vặn bị bắt. ầm, uhm, lời của cảnh tử mặc vừa nói ra, đột nhiên bên ngoài bộc phát ra một luồng khí thức áp lực đáng sợ, luồng khí thức này bao phủ toàn thành. Chạy đi đâu, một âm thanh phẫn nộ gào thét làm chấn động hư không. Bốn người ra tới bên ngoài, một luồng lực khổng lồ vô thượng phủ xuống, dường như muốn đánh sập vào thành này, ngẩng đầu, nhìn thấy một tượng thần to lớn, cái áp lực kia chính là từ tượng thần to lớn này mà ra. Giờ khắc này, có vô số người trong thành ngẩng đầu nhìn lên, thấy tượng thần bên trên bầu trời. Phía dưới tượng thần to lớn có hai bóng người nhỏ bé, trong đó, một vị trốn phía trước, một vị đuổi theo đằng sau. Người đừng hòng trốn, tượng mãng nhìn thân ảnh phía trước kia, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ tượng mãng tóc đen mắt đen vóc dáng cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ lúc này đây trong cặp mắt ấy tràn ngập lửa giận tượng mãng nghĩ không ra võ giả mười vực lấy đâu ra lá gan đương nhiên đến gần hắn đều không có suy nghĩ gì tốt đẹp lại còn nhân lúc hắn đang ngủ mà ăn trộm nhẫn không gian của hắn khiến hắn vô cùng phẫn nộ và tức giận tượng mãng khơi thông tượng thần trên bầu trời tượng thần nguy nga kia giống như được sống lại thần quang cuồn cuộn một luồng thiên uy phát ra theo hư ảnh tượng thần cùng với âm thanh tiếng voi phát ra, bốn vó trà đạp hư không, để không gian truyền ra tiếng ầm ầm, lực lượng kinh khủng giống như là biển gầm mạnh mẽ. Người đang chạy trốn phía trước bị lực lượng cuộn như sóng tác động đến, ầm một tiếng, lập tức bị đánh bay, ngay giữa không trung mà phun một màn máu. Nhìn thấy Cao Hiên bị thương, cảnh tử mặc và tiêu giao thi triển công pháp, bay lên trời, tiếp được Cao Hiên, trên cơ thể hai người đều dâng lên khí tức kinh người, ngăn cản được làn sóng lực mạnh mẽ từ những cú đạp không của tượng thần làn sóng lực lượng này cực kỳ khủng bố trùng kích bên trên thân thể bọn họ khiến cho bọn họ cảm thấy như bị người ta tấn từng quyền từng quyền vào cơ thể căn bản là không ngăn được nguồn lực lượng hùng hậu này bọn họ bị chấn động đến khí huyết dâng trào còn có trợ thủ à có trợ thủ thì đã sao nào tượng mãng mang theo một luồng khí thế hùng mạnh dạo bước trong hư không mà tới đôi mắt tràn ngập mỉa mai hai tay tượng mãng duỗi ra tượng thần trên bầu trời thét lên một tiếng lao thẳng về phía bọn họ nếu không có gì bất ngờ xảy ra hai người nhất định sẽ bị tượng thần dẫm thành thịt nát xương tan. Vào lúc then chốt, lục trần tế ra lục thần kiếm, nhắm về phía tượng thần mà ném. Kiếm ý bao trùm lục thần kiếm, như là kiếm sắc bén cực hạn trên thế gian, có thể xuyên thủng hết thảy, suy một tiếng, xuyên thấu qua thân thể tượng thần, kiếm khí như cơn lốc bạo phát, kích xạ theo thân kiếm, từng luồng kiếm khí xuyên thấu tượng thần khiến tượng thần lập tức nổ tung, tan nát ngay giữa không trung. Kẻ nào, sắc mặt tượng máng đột nhiên chuyển biến đến ngưng trọng, có thể phá hủy thuật pháp tượng thần nhất tộc của hắn thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, dừng tay ở đây đi, thế nào?" Một lời nói nhẹ nhàng truyền đến, "Ngươi là kẻ nào, vì sao muốn xen vào chuyện bao đồng?" Tượng Mãng nhìn thanh niên áo trắng đứng trước mặt, đối phương có dung mạo anh tuấn, khí chất siêu nhiên, trên mình tản ra một loại khí tức nguy hiểm, dĩ nhiên khiến cho hắn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. "Ta là người nào thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, chủ yếu là muốn ngươi dừng tay." lục trần nhìn tượng mãng ngữ khí bình lặng nói nếu ta không dừng tay thì sao tượng mãng bước lên phía trước tản ra lực lượng đáng sợ phủ xuống người lục trần ta cảm thấy ngươi có thể dừng tay trên mình lục trần phóng ra từng tia khí tức triệt tiêu áp lực từ tượng mãng trong mắt lục trần hiện lên một chút kinh ngạc lực lượng của tượng mãng rất hùng mạnh nguồn lực lượng này là mạnh nhất trong số võ giả hắn từng gặp qua đối phương đứng trước mặt hắn khiến hắn cứ như là đối mặt với tượng thần thái cổ vị này chính là lục huynh Cao Hiên lau máu tươi bên khóe miệng, nhìn chằm chằm Lục Trần, ánh mắt mang theo dị sắc. Tứ hại bọn họ, tài nguyên tin tức đều là cộng hưởng, tuy đây là lần đầu Cao Hiên nhìn thấy Lục Trần, nhưng đủ loại tin tức của Lục Trần đã không biết mình nắm rõ đến nhường nào. Chương 1101, trên nhẫn không gian có bội bẩn. Đúng vậy, Cảnh Tử mặc gật đầu một cái, quả nhiên mạnh, Cao Hiên nói, tượng mãng đến từ tượng thần nhất tộc, bộ tộc này lực lượng chuyên chú, có sức mạnh của tượng thần, người bình thường căn bản là không thể chịu được sức mạnh từ tượng mãng nhưng lục huynh lại chịu đựng được. Chẳng phải lần trước ta đã nói với ngươi rằng lục huynh đã chân áp một người ở thượng giới sao? Cảnh tử mặc nói, cao hiên cười hắc hắc, nói đây không phải nhìn thấy mới tin sao? Ngươi tránh ra, đôi mắt tượng mãng phẫn nộ, trận trừng trừng nhìn lục trần, nói cao hiên muốn cướp đoạt nhẫn không gian của ta, xúc phạm giới hạn chịu đựng của ta, ta nhất định phải giết chết hắn. Theo lời nói của tượng mãng, những vệt sáng từ trên trời rơi xuống, và xuất hiện hư ảnh của một cự tượng thần thánh, uy áp còn kinh khủng hơn so với lần trước. Có ta ở đây, người làm không nổi, Lục Trần lắc đầu, như thể tự thuật vấn đề một cách cực kỳ bình tĩnh. Cùng với lời nói của Lục Trần, trên bầu trời truyền đến âm thanh tiếng ngâm của kiếm, vô số kiếm ý di chuyển trong hư không, khí tức sắc bén tràn ngập, đột nhiên, một luồng bạo phong kiếm khí kinh người nổi lên, bao bọc lấy cự tượng thần thánh này. Dường như chỉ trong nháy mắt, bạo phong kiếm khí sẽ xé xác cự tượng tượng mãng nhìn bạo phong kiếm khí trên bầu trời, sắc mặt hơi đổi, điên cuồng truyền thần niệm vào bên trong cự tượng, cự tượng phát ra hào quang màu vàng óng, phát ra một tiếng kêu chấn thiên động địa, đuôi nó đong đưa như một cái roi thần, đập dữ dội vào cơn bạo phong do kiếm khí tạo thành, phát ra tiếng vang rất lớn. Nhưng mà bạo phong kiếm khí cực kỳ sắc bén, đuôi cự tượng bị kiếm khí chém đến nát. Cự tượng dậm chân trong không trung, chứa sức mạnh của cự tượng. Một lực lượng đáng sợ dao động và lan rộng như thể thiên băng điện liệt, muốn phá tan kiếm khí xung quanh. Vô tận kiếm khí hợp nhất, hóa thành một thanh thần kiếm lấp lóe hàn quang, kiếm quang chói mắt giống như một đường chỉ lập tức xuyên thấu qua cự tượng, cự tượng theo đó mà vỡ nát, thần kiếm phá không, hóa thành một đường ánh sáng rồi biến đi mất. Cùng lúc đó, tượng mãng bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, cúi đầu nhìn, chỉ thấy thần kiếm nhắm ngay cổ hắn thần kiếm tạo thành từ vô tận kiếm khí tỏa ra nguồn ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ lưu trên cổ tượng mãng khiến khắp người hắn phát lạnh một giọt mồ hôi lạnh thấm ra trên trán tượng mãng ánh mắt ngưng trọng của hắn nhìn chằm chằm lục trần quát lên người rốt cuộc là kẻ nào trong lòng tượng mãng đảo lộn như sóng biển tên kiếm tu trước mắt này sao có thể đáng sợ như vậy lại dễ dàng phá giải thuật pháp của hắn nhưng mà người này cũng không phải hắn biết rõ trong kiếm tu của sơn hải giới chẳng lẽ là cao nhân ẩn sĩ bí mật bồi dưỡng quái vật lục trần lục trần trả lời một câu tượng mãng nhíu nhíu mày quả nhiên là chưa từng nghe qua tượng mãng tiếp tục nói ta thừa nhận là ngươi rất mạnh nhưng mà cao hiên muốn ăn trộm nhẫn không gian của ta chuyện này giải quyết thế nào ha ha tượng mãng huynh đệ không phải là ta muốn ăn trộm nhẫn không gian của ngươi ngươi hiểu lầm ta rồi cao hiên đi tới tượng mãng nhìn về phía cao hiên ánh mắt kinh người như muốn nuốt sống cao hiên đã chạm tay đến nhẫn không gian của hắn còn làm bộ dạng muốn lấy ra nếu không phải thần giác của hắn nhạy bén thì nhẫn không gian đã có thể không cánh mà bay rồi. Cao Hiên cười khổ, nói tượng mãng huynh, ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta chỉ là nhìn thấy trên nhẫn không gian của ngươi có bụi bẩn, muốn giúp ngươi lau đi mà thôi, không có ý gì khác cả. Trên nhẫn không gian có bụi, giúp ngươi lau á. Một lý do cực kỳ vô sỉ tuôn ra từ miệng Cao Hiên nhất thời làm cho tượng mãng và lục trần choáng váng. Tượng mãng nghe thấy lý do cầu huyết như vậy cũng suýt chút nữa thổ huyết ra, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một tên vô liêm sỉ như vậy. Trong lòng nói, nhẫn không gian của ta bóng loáng, cần ngươi giúp ta lau bụi sao. Khóe miệng lục trần giật giật, mặc dù là nhìn thấy cao hiên nhưng đối phương có thể nói ra một lý do đơn thuần thoát tục như vậy, cũng coi như là cho hắn biết thêm kiến thức. Nhất là con hàng này còn bày ra dáng vẻ cười khổ tuổi thân, giống như hắn mới là người bị hại vậy. Hai người cảnh tử mặc và tiêu dao đã tập làm quen, quen biết cao hiên nhiều năm như vậy, đã từng nghe thấy vô số lý do nhạt nhẽo hơn nhiều. Đôi mắt Tượng Mãng mở to như chuông đồng lườm Cao Hiên, vô cùng tức giận, nhưng lại không ra tay bởi vì có người khác ngăn cản trước mặt, hắn hử lạnh một tiếng, xoay người muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Lục Trần gọi Tượng Mãng lại, "Có việc gì?" Sắc mặt Tượng Mãng không thân thiện, đối phương có thể ở cùng một chỗ với loại vô sỉ như Cao Hiên thì hiển nhiên cũng không phải thứ tốt đẹp gì. "Yến Tử Hiên ở đâu?" Lục Trần hỏi một câu. Đồng tử Tượng Mãng hơi co rụt lại, "Yến Tử Hiên là một trong những người hạ giới trong chuyến đi lần này." Thực lực có thể xếp top 3 yêu nghiệt, cực kỳ mạnh, là nhân vật nổi tiếng của Kiếm Đế cung, mặc dù tu vi không khác biệt với bọn họ nhưng mà kiếm ý đã tăng lên đến thánh cấp, một vị kiếm thánh hàng thật giá thật. Kiếm ý thánh cấp đối với bọn họ mà nói vô cùng đau đầu. Tượng Mãng nghĩ đến người này vừa mới dùng kiếm ý phá vỡ thuật pháp của hắn, chứng tỏ đối phương đến từ Kiếm Đế cung. Chương 1102, đánh không được gọi là tỷ. Nhưng điều khiến Tượng Mãng bất ngờ chính là nếu đối phương đến từ kiếm đế cung thì nhất định là cùng với Yến Tử Hiên, nghe ý của đối phương thì lại không biết Yến Tử Hiên ở đâu. Ta cũng không biết, Tượng Mãng lạnh lùng nói một câu, thân hình lóe lên, lập tức rời đi. Lục Trần nhìn Tượng Mãng rời đi, không lấy được vị trí của Yến Tử Hiên từ miệng đối phương, nhưng không quan trọng, đoán rằng không bao lâu nữa hẳn là sẽ gặp được Yến Tử Hiên, ngoài ra người thượng giới bọn họ đến không phải nói muốn tổ chức yến hội ở thành này sao, nói không chừng Yến Tử Hiên sẽ đến. Đi thôi, Lục Trần nhìn đám người vu chiến một cái, thân hình lóe lên, trở về phía khách điếm. Tượng mãng trở lại Thánh Điện Thiên Võ, xung quanh có một đám người, bao gồm điện chủ thù nguyên của Thánh Điện Thiên Võ, dòng dõi thủ anh Kiệt, V, V. Trong đó có một người, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng Lục Trần rời đi, tự nhủ nói, mấy tháng không gặp, rõ ràng cảnh giới của gia hỏa này đã tăng lên đến Thánh Quân Hậu Kỳ. Lộc Minh, người biết hắn à, tượng mãng quay đầu nhìn về phía thanh niên, Thanh niên này không phải ai khác, chính là Lộc Minh, lần trước hắn lấy được tinh thần thạch, rời khỏi thánh thành thiên võ, chính là vì tìm đồng bạn của hắn. Chỉ là ở dọc đường bị cướp mất tinh thần thạch, lần trước rõ ràng đối phương mới là thánh quân sơ kỳ, lúc trước giao thủ với tượng mãng đã tản ra khí thức thánh quân hậu kỳ. Lộc Minh khẽ gật đầu, ánh mắt rất lạnh lùng, từ tốn nói, hắn lấy một món bảo vật của ta. Tượng mãng nghe Lộc Minh nói thì có hơi bất ngờ và sợ hãi, hỏi lại, người không lấy ra thiên tôn pháp chỉ à? Lần này, Tượng Mãng bị Lục Trần phá vỡ thuật pháp nhưng hai bên không thật sự trở mặt, cũng chưa từng lấy ra lá bài tẩy chân chính trên người, mà Lộc Minh bị cướp đồ lẽ ra không chết không thôi, phải xuất ra Thiên Tôn pháp chỉ trấn sát đối phương. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không phải như vậy, Lộc Minh khẽ cắn môi, nói, hắn biết tỏa kiếm quyết, Thiên Tôn pháp chỉ bị năng lượng của Tôn kiếm quyết làm tiêu hao hết. Tỏa kiếm quyết, Tượng Mãng nghe thấy thì đồng tử co rụt lại, một trong những kiếm quyết đỉnh cao của kiếm đế cung, công phạt vô song, là đại danh đỉnh đỉnh nguyên sơ kiếm đế sáng tạo ra, mọi người ở sơn hải giới đều biết, đương nhiên Tượng Mãng cũng nghe nói đến. Môn kiếm quyết này, chủ yếu không có phương pháp gì phá giải được, đây cũng là nguyên nhân mọi người của sơn hải giới đều kiêng kỵ kiếm đế cung. Tượng Mãng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không lấy ra Thiên Tôn Pháp Chỉ, nếu không thì e rằng sẽ làm phí vô ích một lá bài quý giá, nếu như ở thượng giới, Thiên Tôn Pháp Chỉ đương nhiên có thể phá ra yêu Tỏa kiếm quyết nhưng nơi này là mười vực bị thiên nữ phong ấn dù cho có lấy ra thiên tôn pháp chỉ thì cũng không có khả năng phát huy ra được sức mạnh cấp bậc thiên tôn hóa ra là người của kiếm đế cung trong lòng tượng mãng thoáng khá hơn một chút yêu nhiệt của kiếm đế cung mỗi người đều là quái thai bại trong tay bọn họ cũng không phải là chuyện mất mặt tỷ ta cũng tới chờ sau chuyện của tô đại nhân thì sẽ gọi tỷ ta giúp ta lấy lại danh dự lộc minh bất bình nói tỷ ngươi tượng mãng hơi ngạc nhiên nói ngươi còn có một vị tỷ tỷ sao ta nhớ ngươi không có tỷ tỷ mà. Tượng mãng có hơi nghi ngờ, Lộc Minh có tỷ tỷ từ đâu ra? Vị ở tầm Mai Sơn Trang kia, giọng điệu Lộc Minh yên tĩnh nói, ngươi cũng đừng quên, có thể thần Lộc Cung kém với tượng thần tộc có nhiều cường giả của các ngươi nhưng thần Lộc Cung ta có quan hệ với rất nhiều thế lực siêu cấp ở Sơn Hải Giới. Sau khi nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Lộc Minh tràn đầy đắc ý. Mai Anh Lạc, tượng mãng ngạc nhiên, Mai Anh Lạc, một viên minh châu sáng nhất Sơn Hải Giới, tập hợp thực lực thiên phú và dung mạo, là nhân vật thiên chi kiều nữ chân chính. Mặc dù hắn là truyền nhân của Tượng Thần tộc, danh truyền một phương nhưng mà so sánh với Mai Anh Lạc thì lập tức trở nên mờ nhạt đi không ít. Trong sơn hải giới đều truyền nhau, có thể Mai Anh Lạc sẽ trở thành một thủ lĩnh trong thế hệ tương lai. Có tư cách lên đến vô thượng thiên đế. Tượng Mãng lấy lại tinh thần, nói, nếu như vị này ra tay thì cho dù là Yến Tử Hiên, thần mục cũng chắc chắn thua. Tượng Mãng tràn ngập lòng tin với Mai Anh Lạc, đương nhiên là nhờ vào chiến tích của đối phương. Khi mới vào thánh cảnh, ngay bên ngoài phạm vi chiến trường, chiến đấu chém giết với thiên yêu môn, hơn nữa mặc dù bây giờ chưa đến cảnh giới thánh vương nhưng đã chém giết không ít thiên yêu cấp thánh vương. Cho dù so sánh với người được xưng là truyền nhân mạnh nhất thần tộc cũng không thua kém. Mắt của Lộc Minh híp lại, mặt mũi đầy vẻ kiêu ngạo nói, lần trước ta đến tầm Mai Sơn Trang làm khách một khoảng thời gian, ở chung một chỗ với tỷ tỷ một thời gian. Theo ý của trưởng bối thì để ta làm tòa kỵ cho nàng, nhưng dường như nàng không muốn có tòa kỵ, chỉ nhận ta làm đệ đệ, ha ha. Vẻ mặt Lộc Minh đắc ý nói, dựa vào tầng quan hệ này, hắn đã đủ để xông pha ở Sơn Hải Giới rồi. Có một tỷ tỷ như vậy, không chỉ có thực lực siêu mạnh, hơn nữa là gia thế, sơ môn càng đáng sợ hơn, Lộc Minh đương nhiên vô cùng đắc ý. Tượng mãng, chương 1103, thần mục tới cửa. Trong không gian đông hoàng, Lục Trần biết đến Sơn Hải Giới, đã nghe nói về Ninh Thiên Quân, hiểu được sơ lược về Sơn Hải Giới. Phu Chiến từ lời kể của các bậc phụ bối ít nhiều biết về Sơn Hải Giới, đại bản doanh của gia tộc bọn họ là ở Sơn Hải Giới. Mặc dù Liễu Khuynh Thành đã đi theo Tô Mục Đồng suốt những năm qua, nhưng Tô Mục Đồng không nói với nàng những điều này. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự mờ mịt. Còn về ba người cảnh tử mặc, từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở người vực, ngay cả cửu thiên cũng chưa từng đến, càng không biết gì về Sơn Hải Giới. Lại là Ninh Thiên Quân. Lục Trần tự nhủ, lần đầu tiên nghe tới Ninh Thiên Quân là ở không gian Đông Hoàng, từ giọng điệu tràn đầy hận ý không chút nào che giấu được của khí linh tại tháp Đông Hoàng có thể biết được Ninh Thiên Quân đáng hận cỡ nào. Đông Hoàng thiên đế chết vì hắn, nguyên sơ kiếm đế chết vì hắn, hiện tại hư không chi chủ mà Tô Mục Đồng nói đến cũng chết vì hắn. Khi xưa Ninh Thiên Quân phản bội rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu cường giả cái thế. Tô Mục Đồng nghe thấy Lục Trần thì thào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lục Trần, người biết Ninh Thiên Quân lục trần khẽ gật đầu người này là kẻ phản đồ lớn nhất của sơn hải giới trong mắt tô mục đồng hiện lên sự tàn ác trên mặt tràn đầy hận ý không sai người này chính là phản đồ của sơn hải giới vô cùng đáng chết chết vạn lần cũng không đáng tiếc nhưng hiện tại hắn vẫn đang sống rất tốt ninh thiên quân vô số người trong sơn hải giới khinh bỉ hắn hận không thể ăn thịt uống máu hắn người này nhất định phải để lại tiếng xấu muôn đời nhưng không thể phủ nhận rằng ninh thiên tôn tu vi cái thế suy ngã độc tôn đứng ở đỉnh cao của giới tu hành cùng cấp bậc với đông hoàng thiên đế đại mộng thiên nữ lấy cương vị là con người đáng lý hắn cần phải chống lại thiên yêu giới bảo vệ sơn hải giới thế nhưng để trở nên mạnh mẽ hơn vì cảnh giới tối cao hão huyền mà phản bội lại chủng tộc của mình muốn giết chết ninh thiên tôn nhất định phải phái ra ít nhất ba cường giả cung cấp cho dù sơn hải giới có bao nhiêu cường giả cái thế cũng không thể giết chết ninh thiên tôn sau khi hắn phản bội sơn hải giới đã vào thiên yêu giới hiện tại vạn tộc ở thiên yêu giới đều kính trọng hắn. Lục Trần lấy lại tinh thần, nhìn Tô Mục Đồng và hỏi, tiền bối, người có biết hư không chi chủ mà ngươi nói hiện đang ở đâu không? Tô Mục Đồng lắc đầu nói, ta cũng không biết, năm đó chủ nhân rất mạnh, nhưng Ninh Thiên Quân ra tay đánh hắn trọng thương, tỷ lệ sống sót rất thấp. Ánh mắt Tô Mục Đồng âm trầm, nhưng rất nhanh lại hiện lên một tia hy vọng, tràn đầy hy vọng nói, nhưng ta tin tưởng chủ nhân sẽ không chết, những tiểu bối của hạ giới này đến sẽ không trở về nếu không có thu hoạch gì. Là có ý gì? Lục Trần vẻ mặt hoang mang, có vẻ như gần đây nhiều võ giả trẻ tuổi từ thượng giới đã xuống hạ giới vì hư không chi chủ. Tô Mục Đồng giải thích, khi đó chủ nhân cảm nhận được mình không còn sống bao lâu nên đã đến hạ giới dưỡng thương, trải qua thế sự xoay vần, không biết qua bao nhiêu vạn năm tháng dài dằng dặc, chủ nhân vẫn không xuất hiện trước mắt thế nhân, trong sơn hải giới đều đồn rằng chủ nhân đã chết, những tiểu bối này xuống hạ giới, muốn có được đế chi bản nguyên. Mục đích của bọn họ tự nhiên là nắm giữ được quy tắc hư không mà người người đều khao khát có được. Sau khi nghe Tô Mục Đồng giải thích, Lục Trần cuối cùng đã hiểu lý do tại sao các thiên tài từ thượng giới lại tụ tập xuống hạ giới, hóa ra đó là vì đế chi bản nguyên của hư không chi chủ. Cho dù không lấy được đế chi bản nguyên, nhưng hư không chi chủ đã từng danh chấn thiên hạ, là cường giả vô song, đứng thứ 10 trong danh sách đế bảng, giá trị truyền thừa của đám người cường giả này không thể dự đoán được những người xung quanh thổn thức không thôi khi nghe Tô Mục Đồng nói về chuyện của hư không chi chủ. Thần mục của thần tộc, bái kiến Tô Tiền Bối, từ ngoài cửa sổ, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, thần mục, nghe người bên ngoài tự báo lai lịch, đám người lục trần hơi kinh ngạc, bọn họ không xa lạ gì với thần mục, người thanh niên bao phủ trong vầng hào quang, tựa như thần linh, khi hắn vừa mới đến thiên võ thánh thành đã giao thủ với lôi thương cũng là người thượng giới, đánh lui lôi thương, là thủ lĩnh của rất nhiều thế hệ trẻ ở hạ giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tô Mục Đồng đã nói trước đó, mục đích của đám người thiên kiêu hạ giới chính là truyền thừa của hư không chi chủ. Tô Mục Đồng theo bọn họ đến khách điếm, bọn họ tìm đến cửa cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Dầm, bên ngoài một trận gió lớn thổi tới, cửa sổ mở ra, thần mục đứng ở ngoài cửa sổ trên không trung. Vẻ bề ngoài thần mục cường tráng tuấn tú, khí chất vô cùng xuất chúng, trên người toát ra một cảm giác vô cùng áp bách loại cảm giác áp bách này khiến lục trần khẽ run lên thực lực của thần mục mạnh hơn nhiều so với đám người như cố vân tề dương là một thiên tri kiều tử chân chính ngay cả ở sơn hải giới hắn vẫn là một nhân tài hiếm có thần tộc là một tộc cổ xưa hùng mạnh mà nội tình vững chắc ở sơn hải giới tự xưng là thần tộc dòng máu của thần tộc chảy trong cơ thể kích thích huyết mạch có thể tăng cường sức chiến đấu bộ tộc này đã từng sinh ra cường giả cấp thiên đế sau đó rơi xuống ngoại vực mặc dù cường giả trấn giữ tộc đã sụp đổ, nhưng thần tộc vẫn cách biệt với sơn hải giới, địa vị không thể lay chuyển, năm tháng dài đằng đắng, theo lời đồn thần tộc hiện tại lại sinh ra một cường giả cấp thiên đế. Thần mục là một trong những thiên kiêu của thần tộc, xuất thân dòng chính, từ khi sinh ra đã thể hiện ra tài năng vô song, là nhân vật quan trọng trong thế hệ trẻ tuổi. Thần mục có một người anh trai, người này thậm chí còn xuất sắc hơn thần mục, là cường giả khiến thiên yêu trên chiến trường ngoại vực vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Thần mục mặc một bộ trường bào hoa lệ, gió nhẹ lay động y phục của hắn, lộ ra hơi thở uy hiếp không gì sánh được. Tiểu bối của thần tộc, người đến làm gì? Tô mục đồng nhìn về phía thần mục, ánh mắt già nua sắc bén, biết rõ mà còn hỏi. Mấy người tô mục đồng biết rõ thần tộc mạnh mẽ và địa vị ở Sơn Hải Giới, thời kỳ đỉnh phong của tộc này, cho dù chủ nhân nhà mình cũng không dám dễ dàng trêu chọc, mạnh mẽ đến cực điểm. Hư không tiền bối sớm đã bỏ mình nhiều năm, xin tô tiền bối nén bi thương. Thần mục nhìn về phía tô mục đồng, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Thần tộc chắc chắn chủ nhân đã chết như vậy sao? Ánh mắt tô mục đồng lạnh lẽo, vẻ mặt không thiện lành. Thần mục nói, hư không tiền bối quốc cung tận tụy, lập nhiều công lao cho sơn hải giới. Đối với một người xưa tiên hiền như vậy, tất nhiên vãn bối không hy vọng có điều bất ngờ. Nhưng năm đó ninh thiên quân đánh lén, sát suất hư không tiền bối bỏ mình là rất lớn, xin tô tiền bối nén bi thương. chương 1104, tìm kiếm truyền thừa của hư không chi chủ. Tô Mục Đồng nghe thấy lời của thần mục, không biết nên giận hay nên đau lòng, đối phương nói là sự thật, xác suất chủ nhân ngã xuống thật sự rất lớn, ngay cả sâu trong đáy lòng hắn cũng thừa nhận chủ nhân đã ngã xuống. Chỉ là hắn không muốn chủ nhân chết, trong lòng còn mơ tưởng chủ nhân còn sống. Thời gian hư không tiền bối không có ở sơn hải giới, đại quân toàn diện của thiên yêu giới đã áp tiến, sơn hải giới tràn đầy nguy cơ, trong thời gian mấy chục vạn năm đã mất năm giới thành chính là vì không ai có thể giám sát giống như hư không tiền bối cho nên bọn ta cần bản nguyên của hư không tiền bối thấy tô mục đồng im lặng thần mục lần nữa mở miệng năm đó tô tiền bối đi theo hư không tiền bối hạ giới có lẽ biết được hư không tiền bối ngã xuống ở nơi nào thần mục tiếp tục hỏi biết sắc mặt tô mục đồng lạnh lẽo trả lời một câu mặc dù chủ nhân của ta đã chết nhưng cống hiến chủ nhân đã làm cho sơn hải giới lại không thể xóa đi giống như đông hoàng thiên đế vậy ta hy vọng những tiểu bối các ngươi đừng quên sự tích của chủ nhân. Thần mục hơi khom người, đáp lại một câu, hư không tiền bối sẽ nổi danh muôn đời, sẽ không bị người quên lãng. Hiện giờ, chín tầng trời cũng có quỹ tích hoạt động của thiên yêu, nếu như tâm của tô tiền bối buộc ở sơn hải giới thì nên nói cho bọn ta biết tung tích. Thấy tô mục đồng im lặng, thần mục tiếp tục nói. Thằng nhãi, người muốn có được truyền thừa của chủ nhân không, người cũng có thể đến. Đột nhiên tô mục đồng quay đầu, nhìn về phía lục trần nói. Tô Mục Đồng biết chỉ sợ chủ nhân đã chết, nhưng truyền thừa chủ nhân để lại có thể tạo phúc cho sơn hải giới, nhất định phải giao ra, hắn không ưa người của sơn hải giới, nếu như có thể, vẫn là hy vọng Lục Trần đạt được. Ta cũng đi, Lục Trần vẫn chưa mở miệng, Liễu Khuynh Thành bên cạnh đã kích động nói. Không được, Lục Trần nhìn thoáng qua sư muội vui vẻ, nghiêm khắc từ chối. Lần này tranh đoạt truyền thừa của hư không chi chủ là tranh đoạt cùng một nhóm thiên kiêu của thượng giới phần lớn hắn không sợ ai nhưng có một phần nhỏ gây áp lực cho hắn, hơn nữa mỗi một người đó đều có át chủ bài, đối với hắn đều có nguy hiểm cực lớn, cho nên không hy vọng sư muội cùng đi mạo hiểm. Sư, huynh, liễu huynh thành lắc lư cánh tay của lục trần, kéo dài âm thanh làm núng. Đi theo ta, không được chạy lung tung, lục trần không có chính kiến, chưa đến một giây đã chìm vào thế công làm núng của sư muội. Ta biết ngay là sư huynh tốt nhất, vẻ mặt liễu huynh thành tràn đầy vui mừng, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm có phải bọn ta cũng có thể đi đám người cảnh tử mặc liếm khóe miệng vẻ mặt chờ mong mặc dù không biết hư không chi chủ mạnh bao nhiêu nhưng có nhiều thiên kiêu xuống từ thượng giới thoạt nhìn rất quan trọng cho nên tâm tư bọn họ lung lay cũng muốn tham gia vào đương nhiên các người cũng có thể tô mục đồng nhìn mấy người họ một cái mở miệng nói chỉ là các người hoàn toàn không có thực lực cạnh tranh không phải tô mục đồng xem thường bọn họ mà là ba người bọn họ và thiên tài của thượng giới thật sự chênh lệch rất lớn tiền bối Mặc dù nói như vậy, nhưng muốn đạt được truyền thừa cũng có vận may nhất định, Cao Hiên ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu vận may. Vẻ mặt Cao Hiên thích thú ảo tưởng, tùy người thôi, Tô Mục Đồng không khuyên giải nữa, bóng dáng chợt lóe, bay ra khỏi khách điếm, sau đó nhảy lên không trung. Một nhóm người đuổi theo bước chân của Tô Mục Đồng, bay ra ngoài, lúc bọn họ rời đi, bốn phương tám hướng bắn đến từng luồng cầu vồng, mỗi một khí tức tản ra đều khổng bố đến cực điểm, vô cùng hùng hậu, những người này đều là thiên kiêu đến từ thượng giới. Trước đó thần mục đến gặp Tô Mục Đồng đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động, thấy Tô Mục Đồng dẫn một nhóm người ra khỏi thành, tất nhiên là cũng đi theo. Tổng cộng có hơn 10 người, phần lớn đều rất xa lạ, chỉ là trong số những người này lại có người mà Lục Trần quen biết, ví dụ như đám người Lộc Minh, Tượng Mãng, Viên Chính Thanh, Tề Dương. Bốn người này nhìn thấy Lục Trần, sắc mặt đều không được tự nhiên. Thiên tôn pháp chỉ của Lộc Minh đang nằm ở Lục Trần, Viên Chính Thanh bị Lục Trần đánh nát thân thể, suýt chút thì chết. Tề Dương còn cầm nhẫn không gian ra mua lại một cái mạng. Hi, tên nhãi sắc mặt xám xịt, đứng lại cho ông, nhìn cái gì mà nhìn, nói người đấy, ta muốn vận đầu người làm quả bóng. Phu Chiến bên trong đám người nhìn thấy viên chính thanh, lớn tiếng quát. Phu Chiến nói xong, cánh tay nâng lên, nâng quyền lên ầm một cái, một quyền ấn đáng sợ gào thét về phía viên chính thanh. Mẹ kiếp, người là ai? Bóng dáng viên chính thanh chợt lẽ, né quyền ấn của Vu Chiến, đồng thời âm thanh giận dữ chuyển đến viên chính thanh nhìn chằm chằm vô chiến vừa tức vừa giận mấy tháng trước tên nhãi này đã theo dõi hắn mặc dù vô thể giới và chớ chú giới từ trước đến nay bất hòa thường xuyên có xung đột mấy chục vạn năm trước trung cao tầng chơi cờ đã lừa một đám vu của vô thể giới cùng với một đại vu nhưng viên chính thanh thể bản thân hoàn toàn không đắc tội với người này không rõ tại sao người này nhìn thấy hắn cứ giống như mất trí vậy thấy ngươi không thuận mắt muốn đánh ngươi một trận vô chiến nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lang nha bổng cánh tay vung lên, chào đón về phía ót của viên chính thanh. chương 1105, tìm kiếm truyền thừa của hư không chi chủ 2. Vù vù vù, viên chính thanh thấy lang nha bổng sen lẫn cơn lốc mãnh liệt gào thét đến, bóng dáng lập lè, nhanh chóng né tránh, đồng thời bàn tay khép lại, một luồng khí lưu màu xám cuốn về phía vu chiến. Viên chính thanh giận dữ nói, ông đây chưa bao giờ đắc tội với ngươi, sao lại kìm chặt ta không tha. Vu chiến vận chuyển tu vi, chấn động mãnh liệt, vật chất nguyền rủa quấn quanh bên ngoài bị chấn nát. Người có bối cảnh khác nhau xung quanh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi quỷ dị, ba phương vu thể giới, tộc ma bất tử, chớ chú giới tương ái tương sát, yêu hận tình thù, cũng không phải ngày một ngày hai, thấy nhưng không trách được. Chớ hồ đồ, lục trần kéo vu chiến, hạ giọng mở miệng, vu chiến vừa nghe thấy, ngượng ngùng thu tay lại, ném cho viên chính thanh một ánh mắt uy hiếp, đợi lát nữa sẽ dậy dỗ ngươi. Đồ bệnh, viên chính thanh lẩm bẩm một câu, hắn thật sự phiền người này, chẳng đắc tội với hắn, có cần thiết phải đuổi theo mình không tha hay không? Người xung quanh chứng kiến một câu nói của Lục Trần đã giữ được phu chiến, đều lộ ra dị sắc. Phu chiến bình tĩnh lại, một nhóm người không ngừng bay lên không theo tô mục đồng, đi đến tầng khí quyển mỏng manh, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng lờ mờ minh mông, tử khí nặng nề giống như thiên địa sơ khai vậy. Trong ánh mắt của cảnh tử mặc mang theo kinh ngạc, nói đây là đường đi đến vùng đất trôn vùi, lẽ nào vùng đất ngã xuống của hư không chi chủ là vùng đất trôn vùi sao? Ngoài bầu khí quyển 3000 dặm là một mảng hỗn độn minh mông giống như vô biên vô hạt, không thấy biên giới, sâu trong hỗn độn có một cổ lộ thần bí. Không biết cổ lộ dài bao nhiêu vạn dặm, bởi vì hoặc là người đi trong cổ lộ thành công tiến vào chín tầng trời, hoặc là chết trên đường, chỉ có hai khả năng. Tóm lại, không ai biết cổ lộ dài bao nhiêu. Xung quanh cổ lộ có cơn bão thái âm và thái dương đáng sợ thổi mạnh cả ngày, ngoài ra còn kèm theo các loại quỷ dị không rõ, cấp bậc thánh vương đại thành có thể chạy nước rút cổ lộ một lúc, có lẽ có thể thành công leo lên 9 tầng trời nhưng phần lớn người xông qua cổ lộ đều chết giữa đường không biết gần cổ lộ đã trôn vùi bao nhiêu cường giả được xưng là vùng đất trôn vùi đương nhiên cũng là thiên đường tìm bảo vật của trung châu vực rất nhiều người đã đạt được bảo vật ở nơi này ví dụ như một thánh vương của thánh điện thiên võ lần trước đã nhặt được thất thải nguyên thạch ở vùng đất trôn vùi đoàn người yên lặng đi theo phía sau tô mục đồng không ngừng đi sâu vào bên trong ầm um, một thiểm điện màu lam xẹt qua không gian khí tức quy tắc lôi điện siêu mạnh tràn ngập, lôi thương hiện thân. Dáng người lôi thương cao lớn, khuôn mặt cường tráng, rất có cảm giác uy nghiêm, thỉnh thoảng có lôi điện đáng sợ thoát ra từ trên người. Lôi thương đến khiến cho rất ít người ghé mắt, trong đám người xuống từ thượng giới, thực lực lôi thương tuyệt đối có thể xếp vào trung thượng. Một luồng lưu quang màu sắc rực rỡ bay vút đến từ đằng xa, một thiếu nữ mặc váy màu xuất hiện, thiếu nữ mặc váy màu này có ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, thanh tao thoát tục, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên tử bước ra từ trong tranh. Thiếu nữ mặc váy màu đến khiến cho mọi người ghé mắt, thấp giọng nghị luận. Ngay cả Lục Trần cũng không khỏi nhìn thoáng qua, thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là người có duyên gặp mặt một lần ở Thánh Thành lần trước, vừa xinh đẹp lại kiêu ngạo lạnh lùng, một Trường Thanh, một trong tam kiệt Thánh Thành bị trấn áp không có chút lực phản kháng ở trước mặt người này. Liễu vô song, một trong tứ hại, cũng bị người đó đánh thành trọng thương, đến nay vẫn còn âm thầm yên lặng liếm vết thương lục trần nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đây quả thật là một nữ tử có dung mạo khí chất và thực lực cùng tồn tại cho hắn áp lực vô cùng nồng đập áp lực cho hắn còn lớn hơn cả thần mục lục trần biết được tên của đối phương qua thảo luận của những người xung quanh mai anh lạc một cái tên nữ sinh cực kỳ dễ nghe đến từ tầm mai sơn trang lục trần vốn không biết tầm mai sơn trang là nơi nào thuộc thế lực cấp bậc nào ở sơn hải giới nhưng nếu nói đến đạp viết tầm mai một trong những thân pháp cực nhanh trên thế gian thì có lẽ sẽ không xa lạ thân pháp đạp tuyết tầm mai được xếp thứ nhất, xuất phát từ tầm mai Sơn Trang, mà bản thân Mai Anh Lạc chính là con gái của trang chủ tầm mai Sơn Trang, địa vị tôn quý phi phàm. Mai Anh Lạc đến rất hiên tĩnh, không nói gì, nhưng lại khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đẹp không, một giọng điệu chua chát truyền đến từ bên cạnh, Lục Trần quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cặp mắt đen trắng rõ ràng của sư muội nhà mình đang chừng nhìn mình, dáng vẻ đó giống như muốn ăn hắn vậy. Liễu Khuynh Thành thấy Mai Anh Lạc xuất hiện, thiếu nữ này có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, cho dù là nữ nhân như nàng nhìn thấy đều cảm giác hơi tự ti mặc cảm. Thấy sư huynh nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, trong lòng Liễu Khuynh Thành ghen ghét không thôi. Đẹp, Lục Trần đương nhiên gật đầu, đẹp thì ngươi nhìn nhiều chút, móc trong mắt ra mà nhìn, nhìn đến mù mắt luôn đi. Liễu Khuynh Thành lập tức nổi trận lôi đình, nói trong ghen tị. Lục Trần nói, sư muội, sao ngươi không hỏi ta là nàng đẹp hay là ngươi đẹp? chương 1106, quá trình mưu trí của Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành nghe vậy ngây ra, lửa giận trong mắt tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra vẻ chờ mong, sư huynh, người cảm thấy nàng đẹp hay là ta đẹp. Trong lòng Liễu Khuynh Thành hơi ngượng ngùng, hai mắt long lanh nhìn chầm chầm lục trần, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt. Có lẽ trong lòng sư huynh, mình đẹp hơn Mai Anh Lạc bên cạnh. Đương nhiên là nàng đẹp, Lục Trần mỉm cười nói, Liễu Khuynh Thành vốn ôm chờ mong tốt đẹp, nhưng lời nói của sư huynh giống như một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, làm cho Liễu Khuynh Thành tỉnh táo lại, trong lòng tràn đầy thất vọng đồng thời hung hăng véo sư huynh một cái, dường như phát tiết cơn giận trong lòng. "Sư muội, tuy trông nàng xinh đẹp, nhưng ngươi vẫn chưa hỏi ta thích nàng hay là thích ngươi." Trong nháy mắt, lửa giận của Liễu Khuynh Thành lại tiêu tán không còn gì, nhịp tim trong tức khắc gia tốc đến 300, trái tim đập thình thịch thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi, "Sư huynh, ngươi thích nàng hay là ta?" Liễu Khuynh Thành nói xong, ửng đỏ trải rộng cả khuôn mặt đều đỏ đến vành tai liễu khuynh thành cảm thấy bản thân và sư huynh quen biết lâu như vậy cho dù một nữ nhân xa lạ xinh đẹp hơn mình thì cũng không sánh bằng tình cảm của nàng với sư huynh sư huynh nhất định sẽ nói thích mình đương nhiên là thích nàng khóe miệng lục trần chứa đựng vui vẻ đi chết đi liễu khuynh thành vươn hai tay ra dùng sức bóp lục trần trong lòng tức giận đồng thời cảm giác ấm ức đến cực điểm hai mắt linh động ẩn chứa đầy nước mắt cứ như một giây sau sẽ khóc sư muội Ngươi vẫn chưa hỏi ta là nàng quan trọng hay là người quan trọng. Lục Trần nghiêm túc hỏi, ta không hỏi nữa, liễu khuynh thành biểu môi, nhưng đầu. Lục Trần nhìn thấy biểu cảm sư muội lúc thì vui lúc thì thất vọng, lúc thì thẹn thùng lúc thì tức giận, rất thú vị. Nhưng hình như hiện tại chơi hơi quá, sư muội sắp khóc rồi. Đương nhiên là sư muội người tương đối quan trọng trong lòng ta rồi, dù nàng có xinh đẹp đến đâu, đối với ta cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Lục Trần vươn tay xoa mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ, nhẹ nhàng nói nếu sư muội và nàng cùng gặp nguy hiểm người đầu tiên ta cứu chính là sư muội ngươi chứ không phải là người ngoài thật sao liễu khuynh thành nghe vậy quay đầu lại cắn môi nhìn về phía lục trần trong mắt còn có nước mắt chưa tan liễu khuynh thành vốn cho rằng sẽ nhận được một đáp án thất vọng nhưng đáp án này lại ngoài dự liệu của nàng đương nhiên lục trần có chút buồn cười nói vừa nãy sư huynh chỉ đùa ngươi thôi đáng ghét sư huynh thối sư huynh hư liễu khuynh thành thấy trong mắt lục trần đầy danh mãnh khuôn mặt mang theo nụ cười xấu xa đâu thể nào không biết vừa nãy sư huynh đang đùa nàng vừa tức vừa giận huy động năm ngón tay chào đón trên thân của lục trần hành động nhỏ của hai người họ khiến người xung quanh ghé mắt dù sao thì trong đám người cũng chỉ có hai nữ tử là liễu khuynh thành và mai anh lạc hơn nữa dung mạo của hai người họ đều giật nảy mình thật sự là khiến người khác chú ý nhất cử nhất động đều thu hút ánh mắt của người khác Bọn họ thấy thiếu nữ xinh đẹp có thể sánh với Mai Anh Lạc sắc mặt biến ảo, liếc mắt đưa tình với Lục Trần, đều cực kỳ hâm mộ. Cũng may vừa nãy hai người họ truyền âm, vốn không phải trực tiếp nói thẳng, nếu không biết được Lục Trần dám trêu chọc Mai Anh Lạc, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến rất căm. Dù sao thì ai dám trêu chọc viên Minh Châu sáng chói như Mai Anh Lạc chứ? Sư muội đừng quậy nữa, có người đến rồi. Lục Trần ngăn cản móng tay dài của sư muội đang véo tới véo lui trên người hắn, nghiêm túc nói. Lục Trần cảm nhận được một luồng khí thức quen thuộc, đó là luồng kiếm ý không gì sánh bằng. Liễu Khuynh Thành thấy sắc mặt sư huynh nghiêm túc lại, cũng dừng động tác của mình. Một tiếng kiếm giết cực kỳ đáng sợ từ xa truyền đến, trong thiên địa xuất hiện rất nhiều kiếm sắc bén, không bao lâu sau, một lời nói cực kỳ kiêu ngạo truyền đến, trời không sinh yến tử hiên ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Lời này khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, sắc mặt mấy người họ khó coi giống như táo bón vậy một thanh niên áo trắng trên người lưu chuyển kiếm ý mạnh mẽ ngựa kiếm mà đến mang theo kiếm ý sắc bén cực hạn uy áp kiếm đạo bao phủ thiên địa khủng bố đến cực điểm thanh niên áo trắng này chính là yến tử hiên halo đám bại tướng dưới tay chúng ta lại gặp mặt rồi yến tử hiên trong nháy mắt bước tới gần một câu đã kéo toàn bộ thù hận trở thành tiêu điểm của toàn trường yến tử hiên dung mạo anh tuấn góc cạnh rõ ràng khí chất xuất chúng vẻ mặt tươi cười nhưng khuôn mặt tươi cười này lại rất thiếu đòn ở trong mắt mọi người đôi mắt xinh đẹp của mai anh lạc nhìn về phía yến tử hiên hừ lạnh một tiếng hi hi đương nhiên không bao gồm muội muội anh lạc yến tử hiên nhìn thấy mai anh lạc nở nụ cười hi hi yến tử hiên tuy ngang ngược càn rỡ trong mắt không có ai nhưng vẫn nhận thức kính sợ với người mình không đánh lại thực lực của mai anh lạc mạnh hơn hắn không chỉ không bại dưới tay hắn mà hắn từng bị người đó dạy dỗ cho một trận lần trước giao thủ kiếm ý của ngươi mới cấp hoàng đại viên mãn không biết sau cấp thánh thực lực tăng cường bao nhiêu Thần mục nhìn về phía Yến Tử Hiên, thản nhiên nói một câu. Sẽ không làm người thất vọng, Yến Tử Hiên nhìn về phía thần mục, sắc mặt trở nên nghiêm túc. chương 1107, Hiên ra, lúc kiêu ngạo Yến Tử Hiên sẽ kiêu ngạo, lúc thu liếm thì sẽ thu liếm. Trong đám người, hắn kiêng kỵ nhất chính là Mai Anh Lạc, sau đó là thần mục, thần mục ít nhất có thể ngang vai ngang vế với hắn, ngoại trừ hai người này ra, còn lại đều không để ở trong mắt. Dù sao thì đám bại tướng dưới tay mà hắn nói trước đó, nói như vậy phần lớn mọi người đều bại trong tay hắn cho dù lôi thương cũng không ngoại lệ khụ khụ lục trần ho khan một tiếng lục trần ho khan thành công khiến yến tử hiên chú ý vừa rồi chú ý của yến tử hiên đặt toàn bộ lên trên người người xung quanh vốn không phát hiện lục trần hiện tại nghe được tiếng ho khan quay đầu lại lập tức thấy được lục trần quen thuộc trên mặt yến tử hiên lập tức hiện ra nụ cười sáng lạn kinh ngạc nói sư đệ vậy mà ngươi cũng ở nơi này thật sự là quá trùng hợp Yến Tử Hiên không ngờ lại đụng phải Lục Trần ở Trung Châu vực. Ấn tượng của Yến Tử Hiên đối với Lục Trần rất sâu, bởi vì trong tay người đó có Lục Thần kiếm của Nguyên Sơ kiếm đế lúc trước. Trong đám người xung quanh, bốn người Lộc Minh, Viên Chính Thanh, Tượng Mãng, Tề Dương nhìn thấy Yến Tử Hiên gọi Lục Trần là sư đệ, cũng không lộ ra vẻ bất ngờ gì, bởi vì từ sau khi bọn họ bại trong tay Lục Trần, đã biết xác suất người này có chín phần xuất phát từ kiếm đế cung. Yến Tử Hiên đi tới trước mặt Lục Trần, cười ha ha nói hình như lúc đầu sư đệ ngươi có nói đến từ mười vực xem trí nhớ của sư huynh kia yến tử hiên gãi đầu đám người cao hiên thấy yến tử hiên đi tới cả người toát ra uy áp vô hình dường như khiến bọn họ hít thở không thông nhưng thấy người này gọi lục trần là sư đệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm may thay không phải là kẻ địch bọn họ cảm thấy người này quá mạnh nếu như muốn giết bọn họ hoàn toàn sẽ không có khó khăn gì liễu mục sư huynh đâu lục trần hỏi một câu ha ha Liễu mục sư huynh không xuống, hắn là thánh vương, không có điều kiện đến. Yến tử hiên nhìn thấy, đồng loại, rất nhiệt tình, không giấu giếm chút gì cả, trực tiếp nói bọn họ xuống tìm kiếm truyền thừa của hư không chi chủ, nếu như có thể đạt được đế chi bản nguyên thì càng tốt. Hay, sư đệ, thực lực của ngươi tăng lên nhanh đó, cảnh giới cũng sắp đuổi kịp sư huynh rồi. Yến Tử Hiên phát hiện cảnh giới của Lục Trần lại đạt tới thánh quân hậu kỳ. Phải biết rằng hơn 20 năm trước, lúc gặp được Lục Trần ở không gian Đông Hoàng, Người này mới hoàng cảnh, hiện giờ đã là Thánh quân Hậu Kỳ, thực lực này có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu luyện hơn nửa năm dưới tàng cây Bồ đề thần thụ. Lục Trần trả lời một câu, khó trách, yến tử Hiên bừng tỉnh, ánh mắt người xung quanh cũng lộ ra một luồng dị sắc, có thể tu luyện ở dưới Bồ đề thần thụ tuyệt đối là một loại cơ duyên khiếp trời, đáng tiếc trên chín tầng trời, Bồ đề thần thụ đã bị diệt sạch. Đợi lúc trở về, hãy đi lên cùng sư huynh, mười vực không có gì thú vị cả, phía trên mới vui vẻ. Yến Tử Hiên nhìn thấy Lục Trần, miệng vẫn luôn nói, không dừng lại. Lên đó, trong mắt Lục Trần lộ ra một tia dị sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lên 9 tầng trời sớm hơn, bởi vì mấy sư phụ sẽ không giúp hắn, muốn đợi sau khi hắn tu luyện tới Thánh Vương Đại Thành rồi tự đi lên. Bởi vì hắn là người duy nhất có thể tu luyện cửu phệ thiên công, mấy sư phụ tuyệt đối không cho phép hắn xuất hiện chút sai lầm nào. Nếu sau khi hắn tu luyện tới Thánh Vương Đại Thành tiến vào 9 tầng trời, trải qua hoàn thiện quy tắc tẩy lễ, có xác suất nhất định trực tiếp tiến vào trí tôn cảnh, như vậy năng lực bảo vệ tính mạng sẽ càng lớn. Cho dù là trí tôn cũng không phải là vô địch ở thượng giới, tộc quần thiên yêu đã thẩm thấu sơn hải giới, chín tầng trời, hơn nữa còn có thế lực âm thầm nhập vào thiên yêu giới, cho dù trí tôn mạnh mẽ, cường giả thiên tôn không chừng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lục trần ở lại 10 vực cũng không có ý nghĩa gì, nếu lần này hắn có thể đạt được đế chi bản nguyên, hoàn thiện quy tắc hư không, sau khi tiến vào thượng giới cũng có thể như cá gặp nước hơn nữa hiện tại hắn đã trưởng thành không cần hoàn toàn nghe theo lời của sư phụ ngẫu nhiên phản nghịch một chút cuộc sống mới thêm chút vui vẻ đúng rồi sư đệ trong những người này có ai ức hiếp ngươi hay không nếu có sư huynh sẽ xử lý giúp ngươi lúc lục trần im lặng ánh mắt yến tử hiên lần lượt đảo qua trên thân một đám người sắc mặt của đám thiên kiêu thượng giới này thoáng mất tự nhiên ba người lộc minh viên chính thanh tề dương muốn khóc bọn họ đều bại trong tay lục trần nói gì đến ức hiếp Người còn lại không giao tiếp với Lục Trần, ánh mắt đều hiện lên một tia khác thường, chỉ sợ Yến Tử Hiên vẫn chưa biết sư đệ này mạnh cỡ nào, cố vân bị đối phương đánh đến xỉ phân, tế xuất pháp chỉ mới thoát thân được. Phần lớn người ở đây có lẽ đều không phải là đối thủ của sư đệ Yến Tử Hiên. Ngoại trừ Mai Anh Lạc, đám người thần mục ra tay. Cái đó, Tử Hiên, thương lượng chút việc, Tề Dương nhìn về phía Yến Tử Hiên, truyền âm nói, Tề Dương và Yến Tử Hiên vẫn có chút giao tình, chỉ là không quá sâu. Người gọi ta là gì? Yến Tử Hiên quay đầu lại, ánh mắt rơi lên trên người Tề Dương, nói có gì không thể nói trước mặt mà phải truyền âm, có chuyện gì không thể để người khác biết sao. chương 1108, Hiên Gia 2 Hiên, Hiên Gia, Tề Dương thấy mọi người nhìn qua đây, sắc mặt ít nhiều có chút lung túng. Lúc trước hắn bị Yến Tử Hiên ức hiếp, đối phương đã đánh phục hắn, từng nói sau này thấy hắn phải gọi là Hiên Gia. Tề Dương cũng có thể không để ý tới hắn, chỉ là hiện tại có việc cầu người, không thể không mở miệng kêu hiên gia hay nói thêm câu nữa đi yến tử hiên nghe được câu hiên gia trên khuôn mặt anh tuấn viết hai chữ lớn thoải mái tề dương mọi người xung quanh hiên gia sắc mặt tề dương đỏ bừng lại gọi một câu nói đi có việc gì cần cầu ta yến tử hiên hỏi yến tử hiên biết tề dương sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn là hiên gia cho dù tề dương từng bại trong tay hắn thì có lẽ trong lòng cũng không phục hiện giờ ăn nói khép nép nói rõ có việc cầu hắn Chuyện này, Tề Dương ấp úng, liếc nhìn Lục Trần, mấy lần muốn nói lại thôi, dù sao thì hắn cũng đã từng bại trong tay Yến Tử Hiên, hiện tại lại bại trong tay sư đệ hắn, nói ra ngoài thì hơi mất mặt. Đắn đo một lúc, vẻ mặt Tề Dương giống như hạ quyết định quan trọng, mở miệng nói, hiên ra, người nói đôi chút, bảo sư đệ ngươi trả nhẫn không gian cho ta. Tề Dương nói xong, trực tiếp cúi đầu, bởi vì hắn biết nói ra lời này ắt sẽ có cười nhạo. Quả nhiên, từng ánh mắt cổ quái nhìn lên trên người hắn, mặc dù cúi đầu nhưng Tề Dương có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng rực. Đám thiên tài đến từ thượng giới rất bất ngờ, lời này của Tề Dương là có ý gì, nhẫn không gian đang ở trong tay lục trần sao? Vậy chẳng phải là hắn đã bại trong tay người đó, dùng tài nguyên nhẫn không gian cầu hòa, thực lực của Tề Dương mạnh hơn Cố Vân. Mấy hạt giống trung tâm của đao thần điện vốn đã đủ bất ngờ khi cố vân bại trong tay lục trần rồi. Không ngờ ngay cả tề dương cũng bại trong tay đối phương. Yến tử hiên nghe được lời này, trong mắt cũng hiện lên tia cổ quái có vẻ như tề dương và sư đệ lục trần đã nổi xung đột người trước đã bại yến tử hiên hơi giật mình thực lực của sư đệ đã trở nên mạnh như vậy rồi sao ngay cả tề dương cũng không phải là đối thủ lục trần cũng hơi sững sờ không ngờ tề dương lại mặt dày muốn nhẫn không gian nhưng cũng phải nói lại sau khi hắn có được nhẫn không gian của tề dương luôn không có thời gian kiểm kê vật tư ở bên trong xem ra cần phải tranh thủ thời gian kiểm lại đôi chút sư đệ Hắn nói nhẫn không gian đang ở trong tay ngươi, có chuyện này không? Yến Tử Hiên nhìn về phía Lục Trần hỏi. "Không có." Lục Trần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta với hắn vốn không quen biết, sao nhẫn không gian của hắn lại ở trên người ta được chứ? Quả thật là dối trá." Mọi người, Tề Dương, Tề Dương nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt lộ ra cầu khẩn nói, "Đồ vật bên trong nhẫn không gian rất quan trọng với ta, hy vọng ngươi trả lại cho ta, ta có thể dùng thứ khác đền bù tổn thất cho ngươi." Bên trong nhẫn không gian chứa đựng tuyệt học của Đao Thần Điện, tuyệt học lưu lạc ở bên ngoài là chuyện nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở Đao Thần Điện. Dù sao thì phe phái Đao Thần Điện rất nhiều, có rất nhiều người cạnh tranh với hắn, hắn bị ép dùng nhẫn không gian cầu hòa, còn tuyệt học của Đao Thần Điện bị lộ ra ngoài, mấy người cạnh tranh ắt sẽ mượn cơ hội chèn ép hắn. Truyền lên trên cao tầng thì tài nguyên tu luyện của hắn sẽ giảm bớt. Cho nên Tề Dương muốn lấy lại nhẫn không gian từ trong tay Lục Trần. Không nghe hiểu ngươi nói gì cả vẻ mặt lục trần tức giận nói những không gian của mình không lo bảo quản cho tốt hiện tại làm mất lại đổ lên đầu ta thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp sao yến tử hiên cũng đệm thêm nói tề dương ngươi và sư đệ ta vốn không quen biết nói xấu sư đệ ta như thế là có ý gì có tin ta hốt ngươi không yến tử hiên biết chắc chắn lục trần đã đánh bại tề dương nhưng sư đệ nhà mình phủ nhận đương nhiên hắn cũng phải phủ nhận theo không giúp sư đệ nhà mình lẽ nào đi giúp một người ngoài sao thấy tề dương im lặng yến tử hiên tiếp tục vô cùng đau đớn nói người nói người lớn như vậy rồi còn vứt đồ bừa bãi ngay cả nhẫn không gian cũng có thể làm mất đúng là khiến người ta lo lắng tề dương viên chính thanh cũng biết chuyện này tề dương nhìn về phía viên chính thanh hy vọng viên chính thanh lộ diện làm chứng cho mình ta không biết viên chính thanh lắc đầu viên chính thanh cũng không muốn dính líu vào dù sao thì lục trần vỗ mấy cái nghiền nát thân thể vốn không phải là chuyện vẻ vang gì tề dương mất mặt thì thôi bản thân không thể mất mặt cùng tề dương được tề dương thấy viên chính thanh phủ nhận lúc này trợn tròn mắt giận dữ viên chính thanh khốn kiếp người đúng là không cần thể diện mấy cái tát suýt chút bị vỗ chết dùng trí tôn dịch thập phẩm bảo ta ra tay bây giờ còn phủ nhận sao sao xa lời của tề dương khiến cho đám người xung quanh xôn xao một trận ánh mắt cực kỳ đặc sắc viên chính thanh bị sư đệ của yến tử hiên vỗ mấy cái nát thân thể đây là chuyện rất khiếp sợ nhưng nói đi cũng phải nói lại viên chính thanh tuy không kiêm tu thân thể một tay vận dụng lực lượng nguyền rủa đến suốt thần nhập hóa, phần lớn mọi người ở đây khó có thể chống cự với nguyền rủa đáng sợ, giống như lôi thương trời sinh nắm giữ lôi đình, thần mục thần tộc, mai anh lạc. Đều có thể dễ dàng đỡ được nguyền rủa của đối phương, đổi lại những người khác thì không ổn cho lắm. chương 1109, nói xấu, mặc dù Tề Dương nắm giữ quy tắc lôi đình nhưng cũng sẽ trúng nguyền rủa chỉ là sức kháng cự mạnh hơn những người khác một chút mà thôi. Viên chính thanh bị Tề Dương nói toạc ra, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, khó coi đến cực điểm. Nếu như nói trước khi Yến Tử Hiên đến, có thể viên chính thanh còn dám có chút tâm tư nhỏ với Lục Trần, nhưng thấy Yến Tử Hiên quen thuộc với đối phương như thế, chút tâm tư nhỏ đó cũng không dám có nữa. Bại thì bại, có gì mà mất mặt, Tề Dương tiếp tục lạnh lùng nói, còn nữa, người nợ ta trí tôn dịch thập phẩm, sau khi trở về Sơn Hải Giới, hãy đưa đến đao thần điện cho ta, nếu như đổi ý thì ngươi đợi đấy. Tề Dương càng nói càng giận, nghĩ đến viên chính thanh bỏ lại hắn một mình mà chạy trốn. Tề Dương thấy Lục Trần phủ nhận, Yến Tử Hiên đệm ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng bản thân chính là kẻ ngốc, Yến Tử Hiên là huynh đệ của đối phương, tất nhiên sẽ hướng về phía sư đệ, không hướng về người ngoài như hắn, tại sao hắn lại đi ra để bị vả mặt chứ, bây giờ thì hay rồi, mất hết mặt mũi, nhẫn không gian cũng không lấy lại được. Đúng là được một mất mười, sau khi xảy ra chuyện ở giữa, đoàn người đã đi đến nơi sâu của vùng đất chôn vùi, xung quanh lờ mờ một mảng, có khí tức u ám tràn ngập, xa xa, ngẫu nhiên nổi lên một tiếng bén nhọ đáng sợ. Đây là cơn bão không gian khiến người ta sợ hãi đến cực điểm, có cơn bão có thể xé người thành mảnh nhỏ, có cơn bão có thể đẩy người vào trong loạn lưu hư không. Đám thiên tài của thượng giới đều cảm nhận được nơi đây bất thường, tinh thần ngưng động, chú ý nguy hiểm của bốn phía. Chính là nơi này, tô mục đồng một mực không nói chuyện đột nhiên mở miệng, tinh thần ảm đạm một mảng nhìn nơi này. Lúc trước, chủ nhân chia tay với hắn ở nơi này, bây giờ đã không còn nhìn thấy chủ nhân nữa. Người xung quanh nghe vậy, phân tán ra, từng luồng thần niệm cực mạnh bao phủ vùng đất chôn vùi này, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể quét được phần còn lại của tứ chi trôi nổi, binh khí bị tổn hại. Thì vốn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hư không chi chủ. Lúc này, Mai Anh Lạc luôn trong trạng thái cao ngạo lạnh lùng quay đầu nhìn về phía tô mục đồng, khuôn mặt nghiêm túc hỏi, lúc trước hư không tiền bối hạ giới đến, bên mình có mang theo món đế khí đó đúng không? Lời của Mai Anh Lạc thu hút người xung quanh nhìn về phía Tô Mục Đồng. "Đế khí, lẽ nào là hư không thành bảo trong truyền thuyết sao?" Đế khí trong truyền thuyết, chỉ nghe qua, chưa từng thấy. Người xung quanh xì xào bàn tán, trong ánh mắt mang theo vẻ nhiệt huyết. Đám người này sinh ra chưa đủ vạn năm, là nhóm cường giả trẻ tuổi nhất sơn hải giới, hư không chi chủ là cường giả đã ngã xuống hơn trăm vạn năm, cách bọn họ quá xa xôi. Lúc đó, hư không chi chủ đứng thứ 10 ở đế bảng, mạnh mẽ đến cực điểm là võ giả có thiên phú lĩnh ngộ hư không mạnh nhất lúc ấy, bước xa nhất trên con đường hư không kể cả lĩnh ngộ quy tắc hư không, tức là thần hoàng nữ đế Diêu Hy Phong Hoa tuyệt đại của sơn hải giới cũng không sánh được hư không chi chủ trên con đường hư không này. Thiên tài thượng giới chìm vào khiếp sợ rất sâu, ánh mắt Lục Trần nhìn về phía Yến Tử Hiên, người sau hiểu ý, giải thích, hư không thành bảo là một món đế khí, món đế khí này dùng thần liệu hiếm có chế tạo thành, khắc ấn quy tắc hư không, có thể ẩn nấp trong hư không, hơn nữa đúng như tên gọi là một thành trì di động có thể ẩn nấp, bên trong ít nhất có thể chứa hơn trăm vạn người. Năm đó dựa vào đế khí này đã cất giấu trăm vạn tinh nhuệ ở bên trong, xuyên qua chiến trường, xuất quỷ nhập thần, khiến mấy cường tộc thiên yêu giới bị thương nặng. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, lai lịch quá lâu, ta cũng chưa từng thấy qua món đế khí này. Yến Tử Hiên giải thích cho Lục Trần đôi chút về hư không thành bảo, trong mắt Lục Trần lộ ra vẻ hứng thú. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào tô mục đồng, người sau chậm rãi mở miệng nói, không sai, quả thật năm đó chủ nhân đã mang theo hư không thành bảo hạ giới. Lời này khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi. Hư không thành bảo là một món đế khí có linh trí, có thể ẩn nấp ở trong hư không, dù là đế giả cũng khó có thể phát hiện, hoặc là nói hoàn toàn không phát hiện được. Dựa vào những thánh quân như bọn họ, muốn tìm ra hư không thành bảo ẩn nấp trong hư vô giống như mỏ kim đáy biển, khó khăn không gì sánh được. Cũng giống như nói, hư không thành bảo ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không phát hiện được, nguyên nhân là tính ẩn nấp của hư không thành bảo quá mạnh đồ vật chủ nhân để lại có thể ở bên trong hư không thành bảo chỉ xem các ngươi có vận may có được thứ đó hay không tô mục đồng thu hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt hư lạnh nói mai anh lạc nhìn về phía tô mục đồng mở miệng hỏi tiền bối có cách nào triệu hoán hư không thành bảo hay không không tô mục đồng chắc chắn trả lời một câu lần này khiến mọi người khó khăn rồi muốn tìm được đế khí này đối với bọn họ quả thực khó như lên trời chỉ là mục đích xuống người vực của bọn họ là vì đế chi bản nguyên nên không thể dễ dàng buông bỏ như vậy, đoàn người lần lượt tản ra, thần niệm mạnh mẽ càn quét không gian minh mông, hy vọng tìm được hư không thành bảo từ trong hư vô, thậm chí có người mở miệng hét lớn khí linh đại nhân, đồng thời bẩm báo mình đến từ sơn hải giới, hy vọng hư không thành bảo chủ động xuất hiện. Chương 1110, khí linh, nhưng bốn phía không hề có động tính, hư không thành bảo có ý thức độc lập, chứng mắt những nhân vật tiểu bối như bọn họ, Sư huynh, sao ngươi không đi tìm? Lục Trần thấy những người khác tản ra tìm kiếm, Yến Tử Hiên lại không có động tác, không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Yến Tử Hiên nhún vai, mở miệng nói một câu triết học, số mà đã có ắt nên, số mà không có cầu xin làm gì. Lục Trần, Yến Tử Hiên tiếp tục nói, đây là một món đế khi có ý thức tự chủ, nó giấu đi không muốn bị người ta tìm thấy, cho dù nhân vật đại năng ở đây có lẽ cũng không phát hiện được, đối với việc có thể đạt được đế chi bản nguyên hay không, ta không ôm hy vọng quá lớn chỉ xem như hạ giới du ngoạn một lần. Lục Trần cười nói, sư huynh thông suốt, Yến Tử Hiên sờ mũi, mắt đỏ hoe nói, ta thông được cái rắm, đây là đế khí đó, đại năng tuyệt thế đều sẽ nhắc lên lòng tham với đế khí, nếu như xuất hiện trước mặt ta, mặc kệ dùng phương pháp gì ta cũng phải thử, nhưng nó không ra ngoài thì ngươi có cách gì. Để ta thử xem, Lục Trần nói, ngươi, Yến Tử Hiên nhìn về phía Lục Trần, khẽ ngây ra. Lẽ nào sư đệ có cách tìm được tung tích của hư không thành bảo? Lục Trần nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, trên người có một luồng chấn động vô hình tàn phá bừa bãi, không ngừng lan tràn ra ngoài, ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Sư huynh đi đâu rồi? Liễu Khuynh thành trợn to hai mắt, hét lớn một tiếng. Bởi vì nàng trơ mắt nhìn Lục Trần biến mất trong tầm mắt, giống như dựa vào không trung mà biến mất. Cảnh Tử Mặc, Cao Hiên, Yến Tử Hiên cũng lộ ra ánh mắt không thể tin, bởi vì Lục Trần cứ biến mất dưới mí mắt bọn họ như vậy, đây không phải là tàng hình, ngay cả thần niệm cũng không thể dò xét, nghe đến đã khiếp người. Liễu Khuynh Thành vươn tay, huơ huơ cánh tay ở vị trí Lục Trần đứng, nhưng chỉ chạm được không khí. Lục Trần cứ biến mất dưới mí mắt bọn họ như vậy. Sư đệ đã lĩnh ngộ quy tắc hư không, Yến Tử Hiên bên cạnh như nghĩ đến gì đó, trong mắt sắp lồi ra. Sư đệ này lại lĩnh ngộ được quy tắc hư không, điều này quả thực một lần lại một lần xúc động thần kinh của hắn. Trong lúc mọi người kinh ngạc, cả người Lục Trần hư hóa, bị các hạt hư không bao vây nhìn như biến mất nhưng thật ra vẫn còn đứng tại chỗ chẳng qua bọn họ không cảm giác được mà thôi thân thể hư hóa giống như đi tới một thế giới khác trong thế giới mà lục trần đang đứng có một thành cổ khổng lồ vô biên tường thành cổ tráng lệ cao lớn vô cùng hoành tráng giống như trải qua vô số năm tháng lộ ra luồng khí tức tăng thương mục nát tường thành như đá xanh thật ra là một loại kim loại cứng rắn mặt trên để lại rất nhiều dấu vết loang lổ giống như đau bổ kiếm chém diều đục vết tích trồng chất trên tường thành còn có rất nhiều vết máu nhìn thấy mà giật mình những vết máu này không biết đã bao lâu khô cạn nhưng vẫn tản ra khí cơ đáng sợ mang tính hủy diệt lục trần nhìn về phía thành lớn này trong lòng run lên đây không phải là hư không thành bảo trong truyền thuyết đó chứ hắn ẩn nấp toàn thân lại phát hiện hư không thành bảo thật ra cũng rất bình thường thiên phú lĩnh mộ hư không cũng tương đương với ở một thứ nguyên khác không phát hiện được thế giới thực lục trần giống như đi đến thứ nguyên hư không thành bảo tất nhiên dễ dàng phát hiện được hư không thành bảo Tiểu tử, người tuổi còn trẻ, mới thánh quân lại lĩnh ngộ được quy tắc hư không. Một chùm sáng hiền hòa bay đến bên cạnh Lục Trần, trong ánh sáng hiền hòa này có một người tí hon ngoại hình không khác gì với loài người, chỉ là thoạt nhìn giống như đứa trẻ. Đây là khí linh, Lục Trần ngây người nhìn tiểu tử này. Hư không thành bảo là đế khí, sinh ra linh trí, tuy Lục Trần chưa từng thấy qua khí linh thật sự trông như thế nào, nhưng chùm sáng trước mắt rất phù hợp với khí linh trong đầu. Ánh mắt tinh khiết của khí linh hư không thành bảo nhìn chằm chằm Lục Trần tràn ngập tò mò, thông thường mà nói, quy tắc đầu tiên mà võ giả lĩnh ngộ là quy tắc cực kỳ bình thường, đợi thăng cấp trên trí tôn mới có thể tìm tòi ra quy tắc khác, ban đầu hư không chi chủ cũng phải sau thiên tôn mới lĩnh ngộ được. Hiện giờ, trước mặt xuất hiện một võ giả mới thánh quân đã lĩnh ngộ được quy tắc hư không, điều này khiến khí linh của hư không thành bảo vô cùng tò mò. Không đúng, trên người người có một luồng khí thức quen thuộc, là ai, cách quá xa, nhất thời không nhớ ra được. Khí linh của hư không thành bảo cho mày, lộ ra vẻ suy tư ngươi là khí linh của hư không thành bảo lục trần mở miệng nói không sai lão phu chính là khí linh khí linh nghe thấy lời của lục trần hai tay chắp sau lưng có chút lên mặt nói nhưng dù hắn giả vờ đại thân như thế nào thì cũng là dáng vẻ của đứa trẻ trên người ta không có kẹo làm sao đây lục trần suy tư đột nhiên có một ý nghĩ móc ra một miếng linh tinh từ trong túi áo đưa đến trước mặt khí linh biểu cảm cố gắng làm ra vẻ dễ gần thuốc cho ngươi linh tinh để ăn đi theo thuốc có được không khí linh hơi ngây ra, sau đó giận dữ nói, đứa nhãi danh ngươi, ức hiếp người quá đáng. Nói xong, hắn giơ lên nắm đấm nhỏ, một quyền đập vào hốc mắt của lục trần. Khí linh hư không thành bảo bị chọc tức, mặc dù bên ngoài hắn không khác gì đứa trẻ 4 năm tuổi nhưng tuổi tác lại rất lâu đời, tên nhãi này lại tự xưng là thuốc ở trước mặt hắn, cho nên không chút khách sáo mà thưởng cho người đó một quyền. Trường 1111, phân chia cảnh giới tu hành. Lúc một quyền của khí linh đánh đến, lông mau toàn thân lục trần dựng đứng, một cảm giác khiếp sợ nồng đậm truyền khắp toàn thân. Bịch, ánh mắt Lục Trần kịch liệt đau đớn, hạt quy tắc hư không quanh thân hỗn loạn, thân thể nhoáng cái từ thế giới thứ nguyên trở về hiện thực. Bên ngoài, ngay lúc Liễu Khuynh thành bọn họ không biết làm sao khi Lục Trần biến mất thì đột nhiên Lục Trần ngã xuống từ không gian, bay ngược trăm ngàn dặm. Bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhìn lấy nhau, sau đó Lục Trần bay qua đây, khi nhìn thấy một mắt của Lục Trần như gấu trúc thì không khỏi buồn cười. Liễu Khuynh Thành che miệng cười nói, sư huynh, mắt của ngươi. Lục Trần đen mặt, nói, đừng nhắc nữa. Lục Trần hơi buồn bực, khí linh đó thoạt nhìn như đứa trẻ, ai ngờ lại mạnh như vậy, trực tiếp đánh tan hạt hư không xung quanh hắn, làm cho hắn ngã quay về hiện thực, mà một quyền bản thân nhận được, bây giờ còn mơ hồ đau đớn, nếu như không ngoài dự liệu, có lẽ hiện tại đã xương thành màn thầu. Lục Trần vận chuyển công pháp luyện hóa tụ huyết, nhưng nơi bị xương lên có để lại lực lượng quy tắc, hoàn toàn không luyện hóa được đám người cảnh tử mặc tiêu giao thấy mắt của lục trần sưng lên thì tràn đầy kinh ngạc thân thể lục trần mạnh trước nay chưa từng có rốt cuộc vừa nãy lục trần đã gặp phải phiền phức gì thể phách mạnh như vậy cũng bị đánh bầm đen mắt xem ra người đánh hắn rất khủng bố yến tử hiên bước đến tràn đầy nghi ngờ hỏi sư đệ không lẽ người đã gặp được khí linh của hư không thành bảo đó chứ đầu tiên là lục trần đột nhiên biến mất ngay cả thần niệm cũng không thể thăm dò yến tử hiên suy đoán lục trần đã lĩnh ngộ được quy tắc hư không rất có thể đã gặp được khí linh của hư không thành bảo. Vết thương trên mắt của hắn khả năng lớn là do khí linh đánh. Ừm, Lục Trần gật đầu, sau đó thúc giục quy tắc hư không, sử dụng cơ thể hoàn toàn hư hóa, lần nữa tiến vào thế giới thần bí đó. Lục Trần nhìn quanh một lượt, không thấy khí linh, bóng dáng chợt lóe bay về phía thành trì to lớn xa xa, vừa mới tới gần, một cảm giác khiếp phía hãi hùng truyền đến. Nơi này giống như thành trì treo lơ lửng, kiến trúc dựng đứng, phố lớn ngõ nhỏ đều có, nhưng thi thể lại trồng chất như núi dưới mặt đất, máu tươi thành sông, vẫn chưa khô cạn, mùi hôi thối ngút trời. Thi thể nhiều đến vô số, trong đó có một phần thi thể tuy đã chết nhưng thân thể bất diệt, tản ra khí cơ cực kỳ đáng sợ, quy tắc xung quanh thi thể hỗn loạn, hóa thành một sát tràng, nếu như tùy tiện bước vào bên trong, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lục Trần nhìn thấy một thi thể vạm vỡ, rất cao lớn, hơn 2 mét, dáng người hùng vĩ đến cực điểm, ấn đường có một lỗ máu sáng, đây là vết thương chí mạng, trong tay người chết có một thanh kiếm đâm xuyên qua một con mãnh thú như hổ trước mặt. Thi thể này tràn ngập khí cơ đáng sợ như có như không, nhưng người này sớm đã chết không biết bao lâu. Đây là một đại đế, một âm thanh già nua vang lên bên cạnh lục trần. Bên cạnh lục trần lơ lửng một chùm sáng hiền hòa, bên trong có một đứa trẻ khoảng 4 năm tuổi, chính là khí linh của hư không thành bảo. Khí linh lần nữa gặp lục trần, không có tức giận, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn vô số thi hài trong thành trì, trong mắt có tiếc nuối, cũng có thù hận. Đại đế, là cường giả thuộc cấp bậc nào? Lục Trần lẩm bẩm nói, mấy sư phụ của hắn hình như đều là đế, đặc biệt là tam sư phụ Kha Dĩ Nhu hình như là một thiên đế, phong hoa tuyệt đại, là thiên đế vô thượng quan sát toàn bộ sơn hải giới, được thế nhân xưng là đại mộng thiên nữ. Nhưng Lục Trần vốn không hiểu rõ cảnh giới phía dưới thiên đế. Khí Linh mở miệng nói, cường giả trên thiên tôn, quy tắc hóa đạo, nắm giữ bản nguyên đại đạo thật sự, đại đạo hóa lĩnh vực, xưng là cảnh giới đại đế. Cấp bậc này thuộc chiến lược cấp cao ở Sơn Hải Giới, có thể khai tông lập phái, xương bá một phương, bất kỳ một đại đế nào đều là nội tình nhân tộc, năm đó có 36 đại đế chết trận. Khí Linh Hư không vừa nói, vừa rơi huyết lệ, năm đó Ninh Thiên Quân phản bội đã ảnh hưởng rất lớn, ngoại trừ mấy nhân vật cái thể bỏ mình, còn có trăm vạn tinh nhuệ Sơn Hải Giới chôn cùng. Trong trăm vạn tinh nhuệ, yếu nhất đều là Thánh Vương, đây là một nhánh quân đoàn Thánh Vương tập hợp tinh nhuệ nhất của Sơn Hải Giới, ngoại trừ binh sĩ bình thường là thánh vương thì còn có nhân vật thánh tôn, thiên tôn. Mà cảnh giới đại đế là quân đoàn trưởng thống lĩnh trăm vạn tinh nhuệ. Năm đó hư không thành bảo bị vây, mấy hoàng tộc, hơn 10 vương tộc thiên yêu giới ra tay, trận chiến đó, trăm vạn người nằm xuống, máu đổ không ngừng, là trận chiến thảm nhất sơn hải giới. Trăm vạn anh linh vẫn đang dừng chân ở chiến trường bên ngoài, chưa có ngày về. Lục Trần tiếp tục hỏi, hư không chi chủ là cấp bậc gì, cũng là đại đế sao? Tô Mục Đồng đã từng nói hư không chi chủ xếp vị trí thứ 10 trên đế bảng, nên Lục Trần suy đoán có lẽ là cảnh giới đại đế. Khí Linh hư không thành bảo lắc đầu, nói: "Không phải, hư không chi chủ là cường giả thánh đế đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thiên đế cảnh, đế như hư không chi chủ rất ít ở sơn hải giới. Cảnh giới cuối cùng của người tu hành ở sơn hải giới là thiên đế cảnh, cảnh giới như vậy thật sự đứng ở tuyệt đỉnh một giới, mỗi một người đều có ảnh hưởng rất sâu." lại được xưng là đại năng tuyệt thế, cường giả cấp bậc này ở sơn hải giới cộng lại chưa đến 10 người. Chương 1112, phân chia cảnh giới tu hành hai. Cảnh giới thánh đế được gọi là đại năng, cường giả cảnh giới này cũng có mạnh có yếu, hư không chi chủ là kiểu siêu mạnh, nắm giữ bản nguyên hư không, thông thường mà nói, thiên yêu cái thế của thiên yêu giới đều không nắm chắc giết chết hư không chi chủ. Hư không chi chủ cùng với trăm vạn tinh nhuệ của hư không thành bảo ngã xuống, hoàn toàn là vì Ninh Thiên Quân phản bội còn có nguyên sơ kiếm đế, đông hoàng thiên đế, đều bởi vì ninh thiên quân phản bội, cho nên thế nhân sơn hải giới đều hận ninh thiên quân đến tận xương tủy. Lục Trần ô một tiếng, vô tư nói, ta còn cho rằng hư không chi chủ cũng là một cường giả cấp bậc thiên đế đó. Tiểu tử, khẩu khí ngươi không nhỏ đó. Khí linh nhìn về phía Lục Trần, thản nhiên nói, thực lực tiểu tử ngươi không cao, không nhìn thấu hư không chi chủ, đừng nói cường giả cấp bậc như hư không chi chủ, cho dù là cường giả thiên tôn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ run rẩy. Ta không tin, Lục Trần lắc đầu, nói ta chẳng phải chưa từng gặp Thiên Tôn, lúc trước có một Thiên Tôn lộ sát ý với ta, bị sư phụ ta giải quyết rồi. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi rất ngông cuồng, Khí Linh nhìn về phía Lục Trần nói, lẽ nào sư phụ ngươi là đế sao, báo danh hào ra đây, ta muốn xem xem là cuồng đồ nào lại dậy ra đồ đệ ngông cuồng như ngươi. Ngươi muốn đi gây chuyện với sư phụ ta sao? Trong ánh mắt Lục Trần hiện lên tia cổ quái, lão phu có tư cách đó. Khí Linh chắp tay, sĩ diện nói, khí linh hư không không thuộc về cá nhân mà thuộc đế khí của cả sơn hải giới, ngay cả đông hoàng thiên đế hắn cũng từng gặp, vai vế cao dọa người. Cho dù là một đế ở trước mặt hắn, cũng dám mở miệng răn dậy. Sư phụ ta là Kha Dĩ Nhu, người đi đi, Lục Trần nói, khí linh loạn choạng, suýt chút thì ngã xuống từ không trung, trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nói, nà ní, người nói cái gì, sư phụ ngươi là Kha Dĩ Nhu. Người có tên, cây có bóng, khí linh hư không thể, Tiểu tử trước mắt tuyệt đối là thanh niên kiêu ngạo nhất hắn gặp từ trước đến nay, không có chút kính trọng nào với bậc tiên liệt như hư không chi chủ, khiến hắn rất bất mãn. Không khó đoán ra từ trong khẩu khí của đối phương, phía sau hắn có một cường giả đại đế. Nhưng ngay cả cường giả đại đế cũng không dám khinh thường hư không chi chủ đã chết như vậy. Hắn muốn xem xem là ai dạy ra đồ đệ này, nhưng đối phương báo danh hào đã trực tiếp dọa hắn, suýt chút rơi xuống từ không trung. Kha Dĩ Nhu, đại mộng thiên nữ một trong những nhân vật cái thế của Sơn Hải Giới. Bất kể là danh tiếng hay là thực lực, hoàn toàn không thua Đông Hoàng Thiên Đế, nàng phong hoa tuyệt đại, danh chấn hai giới, một mình chấn giữ mấy giới thành, lãnh thổ biên giới, không dám có bất kỳ thiên yêu nào to gan vượt qua lôi chỉ một bước, uy danh sớm đã thâm nhập vào trong lòng đám thiên yêu, nghe đến danh đều biến sắc. Người thật sự là đồ đệ của đại mộng thiên nữ, vẻ mặt khí linh đầy nghi ngờ hỏi, lục trần thản nhiên nói, không thể giả được, chẳng phải vừa nãy ngươi nói muốn dạy dỗ sư phụ ta sao? Lục Trần thấy khí khí linh tức khắc thuận theo bản tâm, trên mặt viết một chữ sợ, đắc y nói. Có sao, ta nói lời này khi nào vậy? Khí linh chấp mắt, vẻ mặt vô tội, trong lòng thì không khỏi khiếp sợ, thiên đế kiêu ngạo lạnh lùng đại mộng thiên nữ đó là tồn tại độc lập, đông hoàng thiên đế ngã xuống nhiều năm như vậy, với thiên phú tuyệt đại của nàng, chỉ sợ đã là cường giả đệ nhất sơn hải giới. Nhân vật này sao có thể nhận thằng nhãi thối trước mặt làm đồ đệ, hắn có cái gì đáng để đại mộng thiên nữ nhận làm đồ đệ. Nhưng thằng nhãi thối này có thể bình tĩnh nói ra tên thật của đại mộng thiên nữ, hơn nữa vẻ mặt còn thể thốt thì tám phần là thật. Khóe miệng lục trần co giật, khí linh này cũng là một tên lão luyện, da mặt dày như tường thành, hoàn toàn xem lời nói lúc trước là cái rắm Người phủ nhận cũng không có tác dụng, ánh mắt lục trần lạnh lẽo nhìn khí linh, nói, sư phụ ta rất bảo vệ ta, lúc trước một thiên tôn lộ ra sát ý với ta đã trực tiếp bị xóa sạch. Khí Linh giật mình dùng mình một cái, đây là thật hay là giả vậy, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của người đó, người đó là Thiên Đế tuyệt đại đứng ở trên mây, một đường tìm tòi lên Thiên Đế, chuyện nhỏ hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của nàng, trừ khi cùng cấp bậc của Thiên yêu giới xuất mã mới xuất thế. Cho nên Khí Linh vẫn duy trì thái độ hoài nghi nhất định đối với lời nói của Lục Trần, dù sao thì nhân vật cấp bậc như Đại Mộng Thiên Nữ đích thân ra tay xóa bỏ một thiên tôn, sự việc quá tầm thường, nói ra đều cảm thấy hoảng hốt. Khí linh không biết Lục Trần là người duy nhất có thể tu hành cửu phệ thiên công, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Nếu không, cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Ngươi đang đùa đúng không? Khí linh cười gượng một tiếng. Nếu như ngươi lấy truyền thừa của hư không chi chủ ra, ta có thể lựa chọn nói giỡn. Lục Trần nói, khí linh nghe Lục Trần nói xong, trong lòng thầm mắng một câu, thì ra tiểu tử này có chủ ý này, thật sự là một tiểu hồ ly. Khí linh nói, người đã lĩnh ngộ quy tắc hư không, không cần phải đạt được đế chi bản nguyên, như vậy, ta tặng tuyệt học của hư không chi chủ cho ngươi, ngươi đừng chạy đến trước mặt đại mộng thiên nữ tố cáo, thấy sao? Tuyệt học? Lục Trần ngẩn người, tò mò hỏi, tuyệt học gì? Chương 1113, người có tên, cây có bóng. Khí Linh nói, năm đó hư không chi chủ thảo luận với mấy kiếm đế ở kiếm đế cung cùng nhau nghiên cứu ngàn năm, sáng tạo ra một môn kiếm pháp cấp đế. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, nói, được, nhưng ta còn có một yêu cầu ngươi nhận ta làm chủ đi. Cái gì? Khí Linh vừa nghe, nhảy lên cao, trực tiếp từ chối, không thể nào, ta sẽ không nhận ai làm chủ. Không phải ngươi là pháp bảo của hư không chi chủ sao? Hiện tại hắn đã chết, ngươi có thể nhận ta làm chủ nhân mới. Lục Trần nói, đây là món đế khí hư không, có ý thức tự chủ, nếu mà nói, tốt nhất là đạt được. Khí Linh nói, ai nói cho ngươi biết hư không chi chủ là chủ nhân của ta? Ta không có chủ nhân. Lúc Lục Trần ngây người, khí linh tiếp tục nói ta không thuộc về bất kỳ một người nào, mà thuộc về toàn bộ sơn hải giới, lúc có chiến sự, ta có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu, cũng chính là mang theo một đám đại quân xâm nhập vào nội địa kẻ địch, đánh thiên yêu trở tay không kịp. Năm đó tuy ta đi theo hư không chi chủ nhưng vốn không phải là đế khí của hắn, nếu như muốn nói là chủ nhân thì ta chỉ có một người, đó chính là người sáng tạo ra ta. Ai sáng tạo ra ngươi vậy? Lục Trần hỏi, khí linh nghiêm túc nói, luyện khí sư mạnh nhất Sơn Hải Giới, giản khinh em mờ. Ừ, xem ra chúng ta là người một nhà rồi." Lục Trần sờ mũi, cười nói, "Hư không thành bảo lại do ngũ sư phụ nhà mình chế tạo ra, không thể không nói, quá trùng hợp." "Có ý gì?" Khí Linh nghi ngờ, Lục Trần nói, "Giản Khinh Âm là ngũ sư phụ của ta, nàng sáng tạo ra ngươi, ngươi cũng xem như là của ta." Khí Linh bị đáp án của Lục Trần đánh cho ngoài cháy trong mềm, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt khó tin nhìn Lục Trần, "Ngươi Ngươi không đùa chứ? Rốt cuộc tiểu tử thối này là ai? Trước đó nói Đại Mộng Thiên nữ là sư phụ hắn, hiện tại ngay cả Giản Khinh Âm cũng là sư phụ của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu sư phụ vậy? Lục Trần nhún vai, nói, lừa ngươi làm gì, hiện tại ngũ sư phụ ta đang ở Trung Châu vực, nếu ngươi không tin, có thể theo ta trở về xem xem. Lục Trần vừa nói, vừa đi tới tường thành, nhìn về phía tường thành như kim loại, gõ gõ, truyền ra một tiếng kim loại rung động. Tường thành này là kim loại sao? Lục Trần hỏi. Khí linh lập tức đắc ý, đương nhiên, năm đó đã dùng thanh kim hiếm có chế tạo ra ta, thuộc cấp bậc đế liệu, cũng có thể nói là thần liệu, dù sao chính là nguyên liệu chế tạo đế khí, vô cùng khan hiếm. Đế liệu, ánh mắt lục trần sáng lên, sau đó thấp giọng nói, thành trì lớn như vậy đều dùng đế liệu chế tạo, cũng quá xa xỉ rồi, ta cắt xuống chút xem xem. Lục trần nói xong, hai ngón tay khép lại, bắn ra kiếm ý, muốn cắt thành trì. Kiếm ý va chạm với tường thành, bắn ra đốm lửa nhỏ, nhưng bức tường vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi làm gì vậy? Khí Linh nhìn thấy động tác của Lục Trần, mờ mịt hỏi. Tiểu tử này nhảy quá nhanh, hắn có chút không theo kịp tiết tấu. Lục Trần trả lời, ta muốn sửa chữa Lục Thần kiếm, thiếu đế liệu, vừa hay ngươi có đống lớn như vậy, nên cắt xuống sửa chữa thần kiếm cho ta. Đống, đống lớn? Khóe miệng Khí Linh hư không thành bảo co giật, đây là lần đầu tiên bị người ta xưng là một đống, lúc này rối tung trong gió. Khí Linh ngây ra một lúc, nơm nớp lo sợ nói, ngươi Ngươi đừng làm bậy, tại sao phải cắt thân thể của ta, còn nữa, ta vốn không phải hoàn toàn chế tạo từ đế liệu, đâu ra nhiều đế liệu như vậy, chỉ là thêm thanh kim thạch vào bên trong thôi. Quá cứng rồi, Lục Trần lắc đầu, nói, hắn cắt một lúc, phát hiện hoàn toàn không cắt xuống được. Thất thải nguyên thạch trước đó cũng là dùng kiếm ý cắt xuống. Có lẽ đế liệu như thanh kim thạch thuộc loại kiên cố, vốn không phải loại tăng phẩm dai. Lục Trần lấy lục thần kiếm ra chém vào tường thành. Từng hoa văn bên ngoài tường thành phát sáng kỳ dị, tản ra vầng sáng thần bí bảo vệ bức tường, triệt tiêu phần lớn lực công kích của Lục Thần kiếm. Hư Không Thành Bảo có khắc đạo văn mạnh mẽ, có thể tăng cường lực phòng ngự của bức tường, có tính kiên cố. Mặc dù trên tường thành có rất nhiều vết đao vết kiếm nhưng ít nhất đều là cường giả cấp thiên tôn để lại, chỉ có cường giả cảnh giới này mới có tư cách để lại dấu vết trên tường thành. Dù sao năm đó Hư Không Thành Bảo đã bộc phát đế chiến, ngay cả đế chiến cũng không nghiền nát nó có thể tưởng tượng được mức độ cứng rắn cỡ nào. Ken ken ken, mỗi một lần Lục Trần chém toàn lực, đạo văn của tường thành hiển hiện, tản ra ánh sáng hiền hòa, triệt tiêu lực công kích. Lục Trần thử nghiệm nửa giờ, không cách nào bổ hư không thành bảo được, không khỏi có chút nhược trí. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là đi theo ta về chỗ của Ngũ sư phụ, cắt một miếng sửa chữa Lục thần kiếm, thứ hai là ta trở về đích thân bảo sư phụ đến đây. Lục Trần quay đầu nhìn về phía Khí Linh nói, khí linh run rẩy nói, có lựa chọn thứ ba hay không, ta muốn lựa chọn điều thứ ba. Bây giờ khí linh sợ rồi, rất sợ lục trần, đây chính là một hỗn thế ma vương, ngay cả hư không thành bảo cũng muốn bổ. Nếu người bình thường có ý nghĩ này, muốn phá hủy hư không thành bảo, hắn trên cơ bản sẽ không nói chuyện mà trực tiếp dùng võ lực trấn áp, nhưng người trước mặt nghi ngờ là đồ đệ của đại mộng thiên nữ và giản khinh em mơ, cho hắn 100 lá gan cũng không dám ra tay. chương 1114, luôn cảm thấy bên trong có lửa dối. Không có lựa chọn thứ ba, đừng phá hủy, người không phá được, khí linh hơi bất đắc dĩ nói, cho dù người truyền đến chỗ sư phụ, cũng sẽ không cho người hủy hư không thành bảo để sửa chữa vũ khí. Hư không thành bảo là đế khí loại hư không của Sơn Hải Giới, chỉ có một món này, tuyệt đối không có nguyên liệu có thể tạo ra món thứ hai, vô cùng quý giá, hơn nữa tác dụng của nó rất lớn, bên trong có thể chứa hơn trăm vạn người, nó có thể mang theo trăm vạn đại quân tập kích chiến trường hoặc là tiến vào bụng thiên yêu, làm tan giã từ bên trong lúc trước bởi vì nó tồn tại, lập công lao hiển hách cho Sơn Hải Giới. Như vậy đi, người hãy truyền đế chi bản nguyên cho ta, truyền thêm kiếm pháp ngươi nói cho ta, thì ta sẽ không tố cáo ngươi. Lục Trần nhìn khí linh nói, khí linh cạn lời, nói, người đã lĩnh ngộ pháp tác hư không, đế chi bản nguyên đối với ngươi đã không còn tác dụng. Năm đó hư không chi chủ lĩnh ngộ hư không đạo cực mạnh, là võ giả chủ tu hư không đạo, để lại bản nguyên có tỷ lệ để võ giả lĩnh ngộ quy tắc hư không, nhưng Lục Trần đã lĩnh ngộ quy tắc hư không cho nên đế chi bản nguyên để lại tác dụng vốn không lớn lắm, khí linh không đề nghị Lục Trần luyện hóa đế chi bản nguyên. Vẻ mặt Lục Trần thoải mái nói, bản thân ta không cần, có thể cho người khác. Khí linh lắc đầu từ chối, không được, năm đó trước khi hư không chi chủ ngã xuống đã để lại di trúc, không thể tùy tiện cho người ta bản nguyên của hắn, nếu như muốn lấy được, hãy đoạt lấy dựa vào bản lĩnh thật sự. Đế chi bản nguyên nhất định phải rơi vào trong tay thiên kiêu thật sự mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó khí linh không nghe thỉnh cầu của Lục Trần, tất cả ý định ban đầu của hắn đều là suy nghĩ cho Sơn Hải Giới. Mặc kệ Lục Trần uy hiếp như thế nào, khí linh vẫn không thỏa hiệp. Cuối cùng, Lục Trần nhược trí, nói, được rồi, ta không cần đế chi bản nguyên nữa, nhưng ngươi phải phối hợp giúp ta một việc. Chuyện gì, khí linh hỏi, Lục Trần tâm niệm vừa động, xuất hiện ở thế giới thực từ không gian thứ nguyên. Lúc Lục Trần xuất hiện, phát hiện gần đó có thêm một đám người, thì ra là đám thiên tài thượng giới phân tán bốn phía, phát hiện nơi này của Lục Trần khác thường, hai lần biến mất thần bí khiến cho bọn họ tò mò, tuy trong lòng không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, hình như sư đệ của Yến Tử Hiên này đã lĩnh ngộ quy tắc hư không. Đối với sư đệ đột nhiên xuất hiện của Yến Tử Hiên, trong lòng của đám thiên kiêu thượng giới trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Đối phương quả thực cho bọn họ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bọn họ đến hạ giới vì cái gì? Vì đế chi bản nguyên của hư không chi chủ, để lĩnh ngộ quy tắc hư không, nhưng người nào đó mới thánh quân cảnh đã lĩnh ngộ được quy tắc này khiến bọn họ hâm mộ đố kỵ hận người tìm được hư không thành bảo rồi sao một âm thanh hỏi han truyền đến lục trần nhìn thoáng qua người hỏi quanh thân người này nở rộ ánh sáng vàng kim rực rỡ ngừng tụ vũ y hoàng kim ánh sáng vạn trượng như con của thần người này chính là thiên kiêu thần mục của thần tộc đôi mắt màu vàng của thần mục nhìn chằm chằm lục trần vốn không lộ ra khí tức bước người chỉ bình tĩnh hỏi tìm thấy rồi ánh mắt lục trần nhìn lướt qua thần mục thản nhiên nói. Xôn sao, lời khẳng định của Lục Trần lập tức khiến cho một mảng ồn ào, ánh mắt mọi người nóng bỏng, tìm được hư không thành bảo cũng có nghĩa là bọn họ có khả năng đạt được đế chi bản nguyên. Dường như tất cả mọi người ở đây đều rất kích động và vui vẻ, ngoại trừ một người, đó chính là Tô Mục Đồng. Trên khuôn mặt già nua của Tô Mục Đồng tràn ngập thương cảm, lẩm bẩm nói, chủ nhân, ngươi thật sự đã chết sao, nếu như ngươi có thể sống thì tốt biết bao, ta đồng ý dùng mạng của ta đổi lấy ngươi sống sót. Ở đâu, một âm thanh hơi lành lạnh truyền đến, người nói chuyện là Mai Anh Lạc, viên minh châu vô song của sơn hải giới. Mai Anh Lạc mặc một thân y phục rực rỡ, hào quang chuyển động, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết, dáng người cao gầy, đôi chân thẳng tắp thon dài, cả người tản ra khí chất thanh lãnh giống như quảng hàn tiên tử đứng trong hư không, đôi mắt đẹp khác thường nhìn chằm chằm Lục Trần. Nhân khí của Mai Anh Lạc ở thượng giới rất cao, là kiều nữ của trời sáng chói nhất thời đại Hoàng Kim, theo truyền thuyết có thiên phú trở thành thánh đế. Người có tiềm lực vô song này tất nhiên là cái đinh trong mắt thiên yêu giới. Thiên yêu giới tiến hành ám sát Mai Anh Lạc không dưới 10 lần, nhưng lại thất bại, khiến cho nàng ngày càng mạnh. Khổ khổ, các người cũng biết năm đó xảy ra đế chiến siêu cấp, hư không thành bảo tổn hại rất nghiêm trọng, nửa bên tường thành cũng không còn, khí linh cũng bị trọng thương. Lục Trần nhìn xung quanh một lượt, ho khan nói, nhưng cũng là đáp không hỏi. Người xung quanh không biết tại sao Lục Trần lại nói như vậy, từng ánh mắt mang theo khó hiểu nhìn lên trên người, hy vọng Lục Trần có thể giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Lục Trần hắng giọng tiếp tục nói, hư không thành bảo là đế khí của Sơn Hải Giới, hiện tại đã tổn hại, người người có trách nhiệm, cho nên mỗi người các ngươi giao một miếng đế liệu cho ta, ta sẽ lấy đế liệu đi tu sửa hư không thành bảo, chỉ có người giao đế liệu cho ta mới có tư cách tranh đoạt đế chi bản nguyên. Lục Trần dứt lời, mọi người trần chờ chương 1115 có lẽ không lấy lại được nữa. Bọn họ luôn cảm thấy bên trong có lửa dối, cho dù hư không thành bảo tổn hại nghiêm trọng, cũng có thể trở lại sơn hải giới để thế lực phía sau bọn họ gom đế liệu tu sửa, tại sao người này muốn bọn họ xuất đế liệu, còn nói giao cho hắn? Đế liệu, tên mang một chữ đế, là một loại nguyên liệu có thể rèn đế khí, giá trị liên thành. Trong bọn họ có người có, là lịch luyện hoặc cơ duyên trùng hợp có được, nhưng không muốn giao cho Lục Trần một cách không minh bạch. Nếu như hư không thành bảo thật sự có tổn hại, cũng có thể về sơn hải giới trước, mời trưởng bối khắp nơi xuất tài nguyên tu sửa dựa vào cái gì mà đưa cho ngươi." Một âm thanh chất vấn truyền đến, Lục Trần quay qua, trong đồng tử phản chiếu ra một thanh niên cực kỳ anh minh thần võ, thân thể người đó cao ngất, chiến giáp màu bạc khéo léo, mặt ngoài chiến giáp chuyển động khí sắc bén hiền hòa, xung quanh còn có hai loại âm dương đan sen lưu chuyển, phía sau lưng hình thành một bức âm dương đồ rất lớn. Khí tức của người này hơn xa phần lớn người xung quanh. Lục Trần hỏi, "Ngươi là ai?" Hình như trước đó Lục Trần chưa từng gặp qua thanh niên này hình như là khoảng thời gian hắn với khí linh giao lưu mới đến la minh thanh niên mặc chiến giáp bạc mở miệng nói ánh mắt ẩn chứa áp bách rơi vào trên người lục trần không quen biết lục trần xua tay lục huynh hắn chính là thiên tử một tiếng truyền âm bên cạnh tiến vào trong tai lục trần lục trần nghe vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn người đó tên này chính là thiên tử sao cái tên thiên tử này tai lục trần nghe đến nổi kén nhưng bản thân vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nhưng nói đi cũng phải nói lại lần xuất trận này rõ ràng mang theo đặc hiệu, sau lưng hiện lên âm dương đồ, âm dương luân phiên, chuyển động chậm rãi, phóng thích ra luồng khí tức uy hiếp vô song. Ánh mắt La Minh bình tĩnh nhìn Lục Trần, tất nhiên là hắn nhận ra Lục Trần, dù sao thì lúc trước người này đã từng cướp tinh thần thạch của hắn. Vốn La Minh cũng không để Lục Trần vào mắt, nhưng theo từng tin tức truyền đến, La Minh mới thật sự coi trọng Lục Trần. Mãi đến gần đây mới biết được đối phương có được chiến lược yêu nghiệt đứng đầu Sơn Hải Giới, khối tinh thần thạch của hắn có lẽ không lấy lại được nữa không sai nếu như đế khí hư không thành bảo tổn hại mỗi người đều có trách nhiệm một âm thanh phụ họa truyền ra nhưng vốn không cần chúng ta xuất đế liệu tốt nhất là giao cho các trưởng bối xử lý ngươi lại là ai lục trần nhìn về phía người nói chuyện ta đến từ huyễn thần điện thanh niên đó nhìn về phía lục trần kiêu ngạo đến cực điểm nói chưa từng nghe qua lục trần phất tay nói qua bên kia ngươi thanh niên đến từ huyễn thần điện sắc mặt vừa xanh vừa trắng thân là thiên tài của huyễn thần điện chưa từng bị khinh thường như vậy người này nhìn chằm chằm lục trần đồng tử nở rộ ánh mắt yêu dị một ảo cảnh dáng lâm bao phủ thân thể lục trần cảnh tượng xung quanh lục trần thay đổi trở nên mờ mịt vô biên bầu trời đỏ thẫm một mảng giống như địa ngục bỗng nhiên trong lòng lục trần nhảy dựng điên cuồng một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ túm lấy nguyên thần của hắn cứ như muốn rời khỏi xác một thanh kiếm đen đáng sợ xuất hiện ở phía trước ô quang tăng vọt chém tới ấn đường của hắn lục trần muốn ra tay đột nhiên trong đầu truyền đến cảm giác choáng váng âm đùng đùng nguyên thần chấn động kịch liệt một phen vừa rồi hắn cảm giác đầu bị kiếm sắc bén cắt vô cùng đau đớn lục trần cắn răng trong nháy mắt tỉnh táo lại đôi mắt lạnh như băng quét về phía người đó trực tiếp đi về phía thiên tài của huyễn thần điện thiên tài đến từ huyễn thần điện thấy lục trần không sao cả trong mắt hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy lục trần cất bước đi tới khóe miệng lại lộ ra một tia cười diễu lục trần đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lại đã hiện thân ở trước mặt người sau, vươn tay dễ dàng giữ chặt cổ họng người này. Người đang muốn chết sao? Ánh mắt lục trần sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Người chắc chắn người bắt được ta sao? Bị lục trần bóp chặt cổ họng, sắc mặt thiên kiêu huyễn thần điện không chỉ không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại lộ ra một tia cười quỷ dị. Lục trần hơi ngây ra, sau đó phát hiện cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, trong thiên địa xuất hiện vô số bóng dáng. Mỗi một bóng dáng đều không khác với người giữ chặt trong tay, đều lộ ra nụ cười khinh miệt với hắn. Lục Trần lập tức ý thức được mình đang ở trong ảo cảnh, một luồng giết chóc vô hình tản ra từ trên người hắn, cuốn ra ngoài. Bịch bịch bịch, từng tiếng hoan nghênh trong nháy mắt nổ tung thành mảnh nhỏ, ngàn vạn hóa thân nứt ra từng khúc, hóa thành hư vô. Phụt, một bóng dáng trong số đó bị gợn sóng giết chóc ảnh hưởng đến, không kịp đề phòng nên bị thương, phun ra máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, hoảng sợ nói, đây là quy tắc gì? Bóng dáng này là chân thân của thiên tài huyễn thần điện, Cặp đồng tử tràn đầy không thể tin. Huyễn thần điện, am hiểu huyễn thuật, có thể tạo ra cảnh tượng hoặc thế giới hư ảo, thần không biết quỷ không hay đưa con người vào ảo cảnh. Ví dụ như vừa rồi Lục Trần đi về phía hắn, công kích rất đột ngột, người đó vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra sớm đã ảnh hưởng đến phán đoán của Lục Trần, cho nên Lục Trần cứ giữ chặt một thân thể giả. Chương 1116, có lẽ không lấy lại được nữa hai. Mặc dù thiên tài này của Huyễn thần điện biết Lục Trần là kiếm tu, còn tu quy tắc hư không, nhưng vốn không sợ hãi cho lắm, bởi vì ảo cảnh khắc chế phần lớn quy tắc, đối phương chủ công phạt, nguyên thần có thể là nhược điểm, thế nhưng không ngờ đối phương lại thi triển một loại quy tắc khác, đột nhiên trọng thương hắn. Thiên tài huyễn thần điện bị thương, tinh thần bất ổn, cảnh tượng xung quanh lục trần biến hóa, hắn phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, giống như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thiên tài huyễn thần điện thấy lục trần đi tới, muốn lần nữa kéo lục trần vào trong ảo cảnh, nhưng lục trần phóng ra luồng chấn động giết chóc đáng sợ áp chế lực lượng của đối phương khiến cho phân thân không ngừng vỡ vụn, đồng thời cả người hết sức chăm chú, đối phương khó có thể dùng ảo cảnh ảnh hưởng đến hắn. Lục trần cất một bước, trực tiếp đi tới trước mặt đối phương, đánh ra một quyền. Trên nắm đấm phóng ra lực lượng khủng bố, trực tiếp nện vào trước ngực người đó. Giang giác, tiếng xương cốt dạn nứt vang lên, người đó bị một quyền của lục trần đánh bay, thân thể lùi lại mấy ngàn trượng. Thảm thật, người xung quanh nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng dùng mình một cái. Tần Vân đến từ huyễn thần điện lại bại thảm như vậy, lực lượng ảo cảnh tu hành hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Lục Trần. Tần Vân bị một quyền của Lục Trần đánh lùi, đánh thành trọng thương, sau đó không thèm liếc mắt nhìn đối phương, chỉ nhìn bốn phía xung quanh, mở miệng nói, mọi người đến đây đều là vì đế chi bản nguyên, muốn lấy được thì hãy lấy đế liệu trên người ra. Lần này, không ai dám nói lời phản bác nữa, Lục Trần ra tay khiến Tần Vân bị thương nặng đã trấn nhiếp người xung quanh. Suốt cuộc là ngươi muốn đế liệu hay là hư không thành bảo cần đế liệu tu sửa. Một lời nói chuyển đến, quanh thân lôi thương phun nhả quang điện, hai mắt cực kỳ sắc bén đâm thẳng Lục Trần. Đương nhiên là ta suy nghĩ cho Sơn Hải giới. Lục Trần mở miệng nói, có phải không đưa cho ngươi thì bọn ta sẽ không thấy được hư không thành bảo hay không? Lôi thương tiếp tục mở miệng, không sai, Lục Trần khẽ gật đầu, nói, không có ta, tất nhiên là các ngươi không tìm thấy được hư không thành bảo, Đế chi bản nguyên không thuộc về cá nhân ngươi mà thuộc về tất cả mọi người." Lôi Thương mở miệng nói, ánh mắt rất bức người. "Lôi Thương, ngươi muốn ra tay sao?" Ánh mắt Yến Tử Hiên bên cạnh Lục Trần lạnh lẽo nhìn người đó, kiếm ý quanh thân dục dịch. Sắc mặt Lôi Thương khẽ thay đổi, suýt chút quên mất Yến Tử Hiên đang ở bên cạnh. Một mình Yến Tử Hiên đã khó chơi rồi, lại thêm một sư đệ không thua kém hắn, khó càng thêm khó. Sắc mặt Lôi Thương biến ảo, sau một lúc đắn đo, cuối cùng cũng có quyết định. Lôi thường tiện tay hất một khối phát sáng to bằng nắm tay, hóa thành một chùm sáng, trực tiếp ném về phía Lục Trần, đồng thời truyền đến lời nói, "Cho ngươi, hy vọng ngươi giữ lời hứa." Lục Trần đưa tay bắt lấy, sau đó ánh mắt nhìn lên trên thân đám người mai anh lạc, thần mục. Còn người nghèo kiết xác như Lục Minh, Tề Dương thì Lục Trần không thèm nhìn. Lục Minh có nghèo hay không thì Lục Trần không biết, nhưng Tề Dương thật sự nghèo, bởi vì gia sản của bản thân đang nằm trên người hắn. Huynh đệ rộng rãi, người vừa đẹp trai vừa nhiều vàng như người không nhiều đâu. Lục Trần giơ ngón tay cái lên với lôi thương, tặng một cái mũ cao. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt còn thản nhiên đảo qua trên người những người còn lại, ý ám chỉ hiện rõ trên mặt. Lời này của Lục Trần tất nhiên khiến mọi người thầm mắng. Đương nhiên bọn họ hiểu được lời này của đối phương có ý ám chỉ mãnh liệt, nhưng phần lớn người trong đó thật sự không lấy ra được đế liệu. Đế liệu không phải là bắp cải trên đường phố mà mỗi người đều có được ánh mắt lôi thương cũng nhìn về phía đám người thần mục, mai anh lạc, mở miệng nói các ngươi cũng cống hiến chút đế liệu đi. Trong số những người ở đây, có thể lôi thương không coi người khác ra gì, nhưng đám người mai anh lạc, thần mục, thiên tử la minh thì lại kiêng kỵ ba phần, mấy người này có tư cách tranh phong với hắn, tranh đoạt đế chi bản nguyên, hắn không quan tâm những người còn lại không lấy ra đế liệu. Bởi vì người sở hữu đế chi bản nguyên tuyệt đối là một trong mấy người bọn họ. Xoạt, lại một tảng đá lấp lánh bay về phía lục trần, đồng thời một âm thanh sảng khoái truyền đến, Lục Trần Huynh, cho người khối xích nhật thạch này, coi như là kết giao bằng hữu. Một thanh niên phát ra ma uy khủng bố xuất hiện, thanh niên này ngũ quan lập thể, mặt mày vô song, vô số khí lưu ma đạo xoay tròn quanh thân thể giống như một ma thần xuất thế. Tầm mắt Lục Trần dừng ở trên người đối phương, nhận ra thân phận người này. Hạng phi vũ, thiếu chủ của đọa lạc ma điện, thực lực cực kỳ khủng bố, thường xuyên có người so sánh hắn với thiên tử. Đọa lạc ma điện là thế lực bá chủ một phương của ma vực, người sáng tạo là đọa lạc ma đế. Lục Trần khẽ gật đầu với đối phương, có hai người dẫn đầu, kế tiếp sẽ dễ làm, mai anh lạc, thần mục, còn có mấy thiên tài thượng giới không biết tên đều đưa đế liệu cho Lục Trần. Bởi vì không đưa không được, chỉ có Lục Trần mới có thể nói chuyện với khí linh hư không thành bảo, bảo hắn đi ra ngoài. Bọn họ cũng không thể ép Lục Trần ra tay, bởi vì Lục Trần đã có thể vận dụng quy tắc hư không, đánh không lại có thể chuồn đi. Chương 1117, bị chơi rồi. Sau cùng còn có một nguyên nhân, đối phương đến từ Kiếm Đế cung, Yến Tử Hiên kiêu ngạo đến cực điểm này gần với Mai Anh Lạc, không kém tên nhóc thần mục như hổ rình ngồi ở bên cạnh. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy đế liệu ra. Lục Trần thu hoạch 78 khối đế liệu, trên cơ bản đủ chữa trị Lục Thần kiếm rồi. Ngươi thì sao, làm thiên tử thiên phủ, không có đạo lý không có đế liệu đúng không? Lục Trần nhìn về phía La Minh, cười ha ha hỏi. Liên tiếp thu hoạch đế liệu khiến miệng Lục Trần đều cười nứt ra. Tinh thần thạch là của ta." La Minh nhìn về phía Lục Trần, hạ giọng nói, hắn tin đối phương có thể nghe hiểu ý tứ tiềm ẩn. "Không biết ngươi đang nói gì cả." Lục Trần lắc đầu, nói, "Nếu như ngươi không muốn đạt được đế chi bản nguyên thì đừng liên lụy đến những người khác." Ý tứ lời này của Lục Trần là ép Thiên tử La Minh đưa đế liệu, nếu không đưa thì sẽ không nói chuyện với khí linh hư không thành bảo, người đã từng giao đế liệu sẽ nghĩ như thế nào? chẳng lẽ sẽ vì La Minh không đưa mà buông bỏ cơ hội này sao? La Minh im lặng, đứng tại chỗ, quanh thân thổi lên một luồng kình phong, đồ án âm dương phía sau bay lên trời, tràn ngập chiến ý. Các người khuyên hắn đi, Lục Trần nhìn về phía những người xung quanh, Lục Trần không sợ thiên tử này, chỉ là hiện tại không muốn chiến đấu với hắn. Hắn vừa dứt lời, những thiên tài giao đế liệu đó đều có sắc mặt không tốt nhìn về phía La Minh, từng luồng áp lực đáng sợ rơi vào trên người La Minh, trong nháy mắt la minh cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng bố áp lực rơi xuống trên người hắn đều là những nhân vật ngang trời mỗi một người đều không kém hắn cho ngươi la minh hừ lạnh một tiếng đồng thời ném ra một khối đế liệu cho lục trần nếu như không đưa có thể sẽ bị vây công la minh không tự tin đối mặt với một đám người không kém hắn còn người không nộp đế liệu sẽ không có tư cách tham gia cạnh tranh lục trần nhìn lướt qua những người còn lại sau đó mở miệng nói về phía hư không được rồi lão đầu khí linh, người có thể xuất hiện rồi. Lục Trần dứt lời, ầm ầm ầm, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, hình thành một làn sóng lớn không gian cuồng bạo, vọt về bốn phía. Không gian nứt ra, trong phút chốc, vết nứt màu đen trải rộng trên hư không. Mọi người cảm giác không ổn, lần lượt né tránh, chỉ thấy một thành lớn vô cùng hoành tráng chậm rãi hiện lên trong tầm mắt mọi người. Thành lớn này vô biên, giống như vô biên vô hạn, như một cửa thú thời tiền sử khổng lồ đến cực điểm, lẳng lặng trôi nổi trong hư không hư không thành bảo giờ phút này mọi người ở đây đều chấn động nhìn quái vật khổng lồ trước mặt thành lớn vô cùng cổ xưa này hư không thành bảo đế khí siêu cấp của sơn hải giới tác dụng chủ yếu là ẩn nấp bên trong có thể giấu trăm vạn tinh nhuệ có thể tập kích bất cứ lúc nào ngoại trừ có thể che giấu ra thành này công phạt cũng cực kỳ mạnh mẽ có thể sử dụng như vũ khí đế khí này đã đập chết không ít thiên yêu mạnh mẽ danh chấn thiên hạ hư không thành bảo quá lớn dài tới vạn dặm giống như một chiến hạm khổng lồ bọn họ đứng ở trước mặt hư không thành bảo giống như một hạt bụi bặm. Bọn họ đã nghe không biết bao nhiêu truyền thuyết về hư không thành bảo, nhưng tận mắt nhìn thấy hư không thành bảo, cảm giác vô cùng tráng lệ. Một lúc sâu, mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn lục trần. Lúc trước đối phương có nói đế khí hư không thành bảo này bị thương nghiêm trọng, nửa bên thành trì cũng không còn, nhưng hiện tại thì sao, có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không nghiêm trọng như đối phương nói. Bị lừa rồi. Trong đầu mọi người lập tức hiện ra ba chữ này, nhìn cái gì mà nhìn, Lục Trần đối mặt với từng ánh mắt khinh bỉ, mặt không đỏ, tim không loạn, bình tĩnh giải thích một câu, các người không phát hiện trên tường có rất nhiều dấu vết đao kiếm chém sao, sửa chữa những dấu vết này cần đế liệu. Mọi người không nói gì, hư không thành bảo là thành bảo ẩn núp di động của Sơn Hải Giới, tham chiến vô số lần, từng bộc phát đế chiến siêu cấp, tường thành có dấu vết là điều rất bình thường hiểu không. Hiện giờ, đế liệu đã rơi vào tay Lục Trần, muốn hắn nhổ ra, chỉ sợ không được. Lúc này, khí linh bay tới, đi tới trước mặt mọi người, mở miệng nói ta đã hiểu ý đồ của các ngươi. Khí linh được một thánh quang bao bọc, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết. Chủ nhân thật sự chết rồi sao? Một lời nói run rẩy truyền ra từ trong miệng tô mục đồng, trong ánh mắt lộ ra kích động. Khí linh nhìn thoáng qua tô mục đồng, tiếc núi nói, ừm, hư không chi chủ đã tỏa hóa rồi. Tô mục đồng nghe vậy, loạn choạng bước lùi, đau khổ cực lớn chiếm cứ trái tim, hai mắt trở nên đỏ bừng một mảng, mơ hồ có huyết lệ chảy ra. Hư không chi chủ, chủ nhân của hắn, là tồn tại đứng thứ 10 trên đế bảng, là cường giả thiên đế cảnh vô thượng có tư cách ngưu đồ đoạt quyền, cuối cùng cũng ngã xuống. Tiền bối, nén bi thương, liễu khuynh thành nhìn về phía tô mục đồng, lặng lẽ an ủi một câu. Nhưng tô mục đồng như bị mất hồn, đần độn đứng nguyên tại chỗ. Khí linh đại nhân, nếu hư không chi chủ đã ngã xuống, vậy thì đế chi bản nguyên của hắn là một vấn đề. Lôi thương nhìn về phía khí linh, mở miệng nói. Đi theo ta, khí linh nói xong, dẫn đường ở phía trước. chương 1118, tử kiếm tôn. Một đoàn người tiến vào trong thành trì, nhìn thấy thi hài bên trong thành trì, máu chảy thành sông, giống như cảnh địa ngục. Cảnh này đã kích thích những thiên tài thượng giới rất sâu. Rất nhiều thi thể đã chết xung quanh có quy tắc hỗn loạn, thậm chí có những thi hài trên thân tản ra khí cơ, khiến cơ thể bọn họ căng thẳng, toàn thân phát lạnh. Cô quạnh, hoang vu, không có sinh mạng, đây là một thành trì rách nát đến cực điểm. Một luồng áp lực nặng nề rơi xuống trong lòng mọi người, mọi người nhìn thấy những thi thể này thì đều im lặng. Thi hài của hư không thành bảo đều là tinh nhuệ của sơn hải giới, không phải đến từ một thế lực nào đó mà là đến từ tất cả thế lực của sơn hải giới, trưởng bối sư môn của người ở đây có người bỏ mình trong trận chiến đó. Khí linh mở miệng nói, ngoại trừ đế chi bản nguyên gia còn có nhân vật trưởng bối của các ngươi, bên trong có những đế giả, mặc dù bọn họ đã chết nhưng đã để lại ý chí bất diệt. Các người có thể luyện hóa trong cơ thể, tăng cường thực lực. Năm đó Hư Không Chi Chủ làm chủ đạo, mang theo Hư Không Thành Bảo xâm nhập vào trong trận chiến đó. Ngoại trừ Hư Không Chi Chủ ra thì còn có 36 đại đế, 36 người này thống lĩnh trăm vạn tinh nhuệ, sau khi bọn họ ngã xuống, Hư Không Thành Bảo đã trở thành vùng đất an nghỉ của bọn họ. Từng bóng người phân tán ra, tìm nơi dừng chân của sư môn ở Hư Không Thành Bảo năm đó, Vu Chiến mở miệng nói, năm đó vô thể giới bọn ta cũng có một nơi đóng quân ở Hư Không Thành Bảo. Ta phải đi xem xem. Không bao lâu sau, tại đây chỉ còn lại ba người Lục Trần, Yến Tử Hiên, Liễu Khuynh Thành. Sắc mặt Yến Tử Hiên cũng hơi nặng nề, nhẹ giọng nói, trận chiến năm đó, kiếm đế cung tổn thất trầm trọng nhất, ngoại trừ nguyên sơ kiếm đế ngã xuống ra, còn có hai tiền bối cảnh giới đạt đến đại đế cảnh, ta muốn đến nơi đóng quân xem xem. "Vậy cùng nhau đi." Lục Trần nói, "Hi hi, Lục huynh, chúng ta tự đi xem chút vận may đi." Ba người cảnh tử mặc cười hi hi với Lục Trần. Bọn họ không cầu có được truyền thừa của đại đế, bởi vì những đại đế ngã xuống đến từ sư môn của những thiên kiêu thượng giới, không tranh được, nếu như có thể đạt được truyền thừa của những trí tôn, thiên tôn, vậy cũng không tồi, ba người họ nói với Lục Trần một câu, sau đó lập tức phân tán. Nơi đóng quân của kiếm đế cung ở đâu? Lục Trần nhìn về phía khí linh hỏi, đi theo ta, khí linh nói xong, dẫn đường ở phía trước, ba người Lục Trần đi theo ở phía sau, bay khoảng ngàn dặm, hai người khẽ giật mình nhìn về phương xa, bởi vì bọn họ cảm nhận được một luồng kiếm ý sông lên trời. Luồng kiếm ý này trùng trùng điệp điệp, ngược dòng giữa đất trời, hình thành một cơn bão giống như diệt thế. Bọn họ ngự không mà đi, phía trước có một phủ đệ rộng rãi, xung quanh phủ đệ được bao phủ bởi luồng kiếm ý đáng sợ, kiếm ý hết sức nồng đậm cuồng bạo, hư không không ngừng nứt ra rồi tự động khép lại, hình thành cục diện lặp đi lặp lại. Luồng kiếm ý này hình thành một kết giới bao trùm phủ đệ, uy áp hết sức khiếp người, ảnh hưởng đến đây, khiến cơ thể lục trần xuất hiện ít vết rách lục trần không tự chủ được mà thúc giục kiếm ý bao trùm cơ thể triệt tiêu tổn thương mà kiếm ý mang đến sư muội người tránh xa chút ta vào phủ đệ xem xem lục trần quay đầu lại nói một câu với liễu khuynh thành kiếm ý nơi này quá khủng bố ít nhất là kiếm ý cấp thánh trở lên hắn còn cố hết sức thì sư muội chắc chắn không chịu được sư huynh người đi đi liễu khuynh thành nhìn về phía lục trần nói lục trần và yến tử hiên liếc nhìn nhau cơ thể hai người họ bao trùm một tầng kiếm ý trực tiếp xuyên thấu kết giới kiếm ý đi vào bên trong trong nháy mắt hai người họ tiến vào phủ đệ một luồng thần niệm cực kỳ đáng sợ càn quét đến áp lực mãnh liệt như đại dương minh mông hoàn toàn không chống cự được hai người họ lần lượt ngã xuống dưới áp lực này mặt đầy bụi đất luồng thần niệm này tràn đầy lại minh mông lục trần cảm giác bất lực chưa bao giờ bất lực như vậy xẹt 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 từng luồng kiếm ý sắc bén hội tụ hình thành bóng dáng mờ ảo đứng sừng sững trong không trung dáng người của bóng dáng mờ ảo này cường tráng to lớn, mặt mày trung niên, mày rậm mắt to, rất có cảm giác uy nghiêm, toàn thân lộ ra phong mang tuyệt thế, quanh thân lóng lánh đế huy chói mắt, hào quang vạn trượng giống như một đại đế thực sự sống lại từ sông dài thời gian. Nam tử trung niên nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người họ, trong ánh mắt chất chứa cảm giác áp bách nồng đậm. Đây chính là đại đế sao? Ánh mắt Lục Trần cảm giác bị kiếm làm đau đớn, trong lòng run rẩy. Tử kiếm tôn tiền bối yến tử hiên nhìn chằm chằm đại đế trên không trung hoảng sợ mở miệng nói tử kiếm tôn một trong hai tiền bối của kiếm đế cung bỏ mình năm đó mặc dù đã chết nhưng kiếm đế cung có tượng khắc của hắn được người đời ghi nhớ trong lòng người này bất kể là thiên phú kiếm đạo hay là thiên phú cảnh giới đều vô cùng đáng sợ kiếm ý đạt đến cấp tôn đại viên mãn chỉ thiếu một bước là có thể lĩnh ngộ kiếm ý cấp đế cảnh giới khác đạt đến đại đế đỉnh phong là tồn tại tiếp cận thánh đế Bóng người trên vòng trời là ý chí của đại đế bỏ mình năm đó, ngay cả tàn hồn cũng không phải, nếu như có một tia tàn hồn, nói không chừng có thể sống lại, mà bọn họ chỉ là một đám chấp niệm bất diệt. Chương 1119, Tử kiếm tôn 2. Hai. hai tiểu bối của kiếm đế cung, ánh mắt Tử kiếm tôn nhìn về phía hai người họ, mở miệng nói, hiện giờ tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Yến Tử Hiên mở miệng nói, bẩm tiền bối, cục diện không ổn cho lắm, từ sau trận chiến đó đã tổn thất chín giới thành ngoài ra đám thiên yên đã quen thuộc với quy tắc của thế giới này bao dung cho thiên đạo dùng hối lộ và đoạt xá từ từ sơi tái sơn hải giới cái gì ngay cả giới thành cũng tổn thất chín tòa sao tử kiếm tôn nghe vậy lúc này tức sùi bọt mép tóc dài bay lên một luồng kiếm ý khủng bố xông thẳng lên trời hận không thể phá vỡ mảng trời này ninh thiên quân tử kiếm tôn gầm nhẹ trong giọng nói và ánh mắt đều lộ ra hận ý và huyết quang nếu không phải ninh thiên quân phản bội bán đứng vị trí của bọn họ thì sao bọn họ có thể bị vây công đến chết? Kiếm tôn tiền bối còn để lại tàn hồn, có thể sống lại hay không? Ánh mắt Yến Tử Hiện lộ ra mong chờ hỏi, nếu như tử kiếm tôn có để lại tàn hồn, chỉ cần tìm thấy thiên tài địa bảo nuôi dưỡng tàn hồn thì có thể lần nữa sống lại. Tàn hồn đã diệt, đây là chấp niệm của ta. Tử kiếm tôn mở miệng nói, người cũng biết, chúng ta và thiên yêu giới thế như nước với lửa, hai bên chỉ có thể tồn tại một, bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội sống lại, chúng ta cũng như thế, mặc dù bản đế ngã xuống nhưng năm đó cũng đã giết năm thiên yêu cấp bậc đại đế trong lời nói của tử kiếm tôn mang theo tự phụ cực độ từ xưa đến nay kiếm tu không sợ vây công mặc dù năm đó hắn bị vây công đến chết nhưng đã giết thiên yêu đến sợ đã đủ rồi yến tử hiên nghe thấy lời của tử kiếm tôn lập tức lộ ra vẻ thất vọng hai người không tồi không tồi tử kiếm tôn bình tĩnh lại nhìn lướt qua hai người họ khẽ gật đầu ánh mắt hắn sắc bén vừa nhìn đã nhìn ra hai người này tuổi rất nhỏ, chưa đến 500 tuổi, một trong số đó chưa đến 100 tuổi. Thiên phú của hai người này đều từng trên hắn, khiến hắn rất hài lòng. Ta không giúp được các ngươi nhiều, duy nhất có thể làm là giúp các ngươi rèn luyện kiếm ý, còn có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Tử kiếm tôn mở miệng nói, hai người hãy thúc giục kiếm ý, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Sau khi hai người họ nghe xong, chủ động phóng suốt kiếm ý tử kiếm tôn trên không trung tiêu tán hóa thành từng tia kiếm ý nhập vào bên trong kiếm ý của hai người họ, kiếm ý xung quanh hai người họ lập tức sôi trào cuồng bạo, uy lực của kiếm ý tăng vọt, sau đó hình thành một kén tầm kiếm ý, bao bọc hai người họ ở bên trong. Tử kiếm tôn, tu vi đại đế đỉnh phong, am hiểu kiếm ý tiếp cận cấp đế, kiếm đạo của hắn bao gồm đạo quy tắc đều dung nhập vào trong đại đế đạo quả, hiện giờ, tử kiếm tôn toàn lực giúp đỡ hai tiểu bối. Điều này đối với hai người họ tuyệt đối là tạo hóa có ý nghĩa phi phàm. Mặt ngoài thân thể hai người họ kết thành kén tầm kiếm ý, bên ngoài kén tầm còn bao bọc một tầng kiếm ý rậm rạp chằng chịt. Mỗi một luồng kiếm ý chuyển động đều vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé nát cường giả thiên tôn. Đây là mượn đạo, cũng là dẫn dắt, cái gọi là mượn đạo Hắn tặng kiếm đạo mà bản thân tu luyện cho hai người họ cảm ngộ, tăng cường thấu hiểu kiếm ý, đồng thời còn dẫn dắt kiếm ý trưởng thành nhanh hơn. Hai người họ có tử kiếm tôn giúp đỡ, bản thân sẽ hiểu kiếm ý nhanh hơn, lực lượng kiếm ý cũng tăng lên rất nhanh, đặc biệt là Lục Trần có được lợi ích rất lớn. Bởi vì kiếm ý của Lục Trần vẫn chưa đột phá cấp thánh, kiếm ý vượt qua hắn hai cấp bậc nhập vào bên trong kiếm ý của bản thân, dẫn đến biến chất. Kiếm ý vô cùng vần quanh thân thể của Lục Trần, phóng ra khí tức vô cùng sắc bén, lúc này, xung quanh Lục Trần trở nên hết sức nguy hiểm, cho dù là cường giả tiếp cận thánh vương chỉ sợ cũng không chịu nổi những kiếm ý này, sẽ bị kiếm ý xé nát. Kiếm ý quanh thân Lục Trần dục dịch, tiếng kiếm giết chấn động thiên địa, cuối cùng hình thành một thanh thần kiếm đáng sợ, thần quang sáng trói đến cực điểm sông thẳng lên vòng trời. Những nơi thần kiếm đi qua xuất hiện từng vết kiếm, lực lượng kiếm ý để lại rất lâu vẫn chưa tiêu tán. Phù, Lục Trần mở mắt ra, bắn ra hai luồng kiếm ý siêu mạnh giống như kiếm thực chất, sắc bén khiếp người. Kiếm ý của ta đột phá đến cấp thánh rồi. Lục Trần kiểm tra kiếm ý quanh thân, kiếm ý cấp thánh quấn thân xoay tròn, va chạm với không gian truyền ra âm thanh chấn động khiếp người luồng kiếm ý này mạnh hơn nhiều so với tu luyện trước đó thuộc biến chất về lược từ kiếm ý cấp hoàng đại viên mãn thăng cấp kiếm ý cấp thánh một cái là đất một cái là trời chưa đột phá hoàn toàn thì không thể so sánh có kiếm ý cấp thánh bên mình lục trần đối mặt với đám nhân vật phong lưu lôi thương thần mục sẽ bớt đi ba phần kiêng kỵ có thể bình thản mà nhìn còn lộc minh cố vân bất kỳ công kích nào kiếm ý cấp thánh đều có thể phá kiếm ý tăng lên không chỉ uy lực biến hóa còn có các loại kiếm pháp học được uy lực cũng bạo tăng gấp mấy lần, thuộc về tăng thực lực chỉnh thể. Mặc dù đã đột phá kiếm ý cấp thánh nhưng Lục Trần vốn không dừng tu luyện, hắn vẫn yên lặng tu luyện, quanh thân vần quanh từng luồng kiếm ý siêu mạnh, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Lục Trần cảm giác kiếm ý quanh thân yếu đi rất nhiều, mở to hai mắt. Chương 1120, Bắc Phương phủ, Yến Tử Hiên bên cạnh cũng mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lục Trần thu hoạch rất lớn, Yến Tử Hiên cũng giống như thế, kiếm ý đã tăng lên cực lớn. Trên bầu trời, bóng dáng của tử kiếm tôn lần nữa xuất hiện, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía hai tiểu bối, vô cùng vui mừng, lộ ra nụ cười sảng khoái, có thể giúp hai tiểu bối các người tăng kiếm ý nhất đạo trước khi chấp niệm tiêu tán, ta chết cũng đáng. Tử kiếm tôn tiền bối, yến tử hiên đỏ mắt, trong lòng cực kỳ bi thương, muốn nói điều gì đó nhưng hàng ngàn lời nói lại bị kẹt ở cổ họng há hốc mồm, không nói nên lời. Ta đã chết nhiều năm, hiện giờ chỉ còn lại một tia chấp niệm, sớm nên tản đi rồi. Tử Kiếm Tôn nhẹ giọng nói nhỏ một câu, Tử Kiếm Tôn trời sinh tính tình cởi mở, vốn không xem trọng sống chết, hắn vốn nên bụi thuộc về bụi, đất về với đất, không có khả năng sống lại. Trong lòng Tử Kiếm Tôn còn có một tiếc nuối, mở miệng nói, đúng rồi, Ninh Thiên Quân chết chưa? Chết rồi, bị Đại Mộng Thiên Nữ đánh chết, Yến Tử Hiên lớn tiếng nói, ha ha, chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt. Tử Kiếm Tôn cất tiếng cười to, âm thanh phóng khoáng, trước khi chấp niệm tiêu tán, không còn một tia tiếc núi nào cả đế huy quanh thân tử kiếm tôn rực rỡ sáng chói hào quang vạn trượng uy áp đại đế không hề giữ lại bộc phát dẫn đến hư không thành bảo sợ run giống như là muốn phân giải nhưng chỉ kéo dài mấy giây tử kiếm tôn giống như một hàng tinh yếu dần đi đến điểm cuối mấy giây sau thân thể hóa thành điểm sáng như mưa tan thành mây khói tử kiếm tôn rời đi kiếm ý bao phủ phủ đệ xung quanh hoàn toàn biến mất giống như chưa từng có vậy tiền bối đi đường bình an ánh mắt lục trần nghiêm túc lẩm bẩm giờ phút này trong lòng Lục Trần hơi nặng nề, hắn cảm nhận được một luồng ý phóng khoáng ở trên thân của tử kiếm tôn, không sợ chết, nhưng chết nhiều năm như vậy, vẫn lo lắng cho Sơn Hải Giới. Bậc cường giả này đáng để hắn tôn kính. Một lúc sau, Lục Trần lần nữa chỉnh lại tâm trạng nhìn về phía Yến Tử Hiên tâm trạng xa sút mở miệng nói, Sư Huynh, đã đến lúc chúng ta đi rồi. Ừm, Yến Tử Hiên đè tâm trạng phức tạp trong lòng xuống, nhẹ giọng gật đầu. Hai người họ rời khỏi phủ đệ ra bên ngoài, đã không thấy bóng dáng của Liễu Khuynh thành nữa, đúng lúc này, âm thanh khí linh vang lên bên tai hai người họ, "Các ngươi mau qua đây, nơi này còn có năm cơ duyên của đại đế." Năm đại đế, ánh mắt hai người họ lóe lên, bay lên không trung, về phía tọa độ của khí linh đưa cho. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi đến một phủ đệ tan hoang, phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, vô cùng rộng lớn, cánh cửa phủ đệ có thể thấy được ba chữ Bắc Phương phủ lờ mờ trên tấm bảng rách nát. Bắc Phương phủ, lẽ nào là tiền bối đó? ánh mắt Yến Tử Hiên lộ ra vẻ suy tư, tự nhủ. Người nào, Lục Trần hỏi một câu, Yến Tử Hiên giải thích nói, trăm vạn năm trước, Sơn Hải giới có một nhân vật phong lưu tên hiệu là Bắc Phương, là một cường giả đại đế đỉnh phong, tính cách Bắc Phương phóng khoáng, không bị trói buộc, trong đời có bốn hảo hữu trí giao, bởi vì năm đại đế bọn họ nghĩa khí nên có vô số giai thoại ở Sơn Hải giới, nhưng năm người này cũng ngã xuống khi Ninh Thiên Quân phản bội. Lục Trần khẽ gật đầu, hắn vốn không sinh ra ở Sơn Hải giới nên vốn không rõ lịch sử, bối cảnh cùng với từng nhân vật danh chấn thiên hạ sinh ra ở thời đại đó của Sơn Hải giới. Nghe nói Bắc Phương tiền bối đã lĩnh ngộ một loại quy tắc vô cùng kinh khủng. Yến Tử Hiên nói thật nhỏ, nhưng chấp niệm của cường giả đại đế ngã xuống chỉ có thể dùng đại đế đạo quả nuôi dưỡng, xác suất am hiểu quy tắc mà bọn họ lĩnh ngộ chưa đến một thành, không giống như đế chi bản nguyên mà cường giả thánh đế để lại, có chín thành xác suất lĩnh ngộ quy tắc của cường giả ngã xuống am hiểu. Cường giả cảnh giới đại đế có được đại đế đạo quả, đạo pháp cả đời của bọn họ đều sáp nhập vào bên trong đạo quả, nhưng giúp người khác vốn không lớn lắm. Ví dụ một đại đế am hiểu quy tắc hắc ám ngã xuống, hậu nhân muốn có truyền thừa chỉ có thể kế thừa công pháp của hắn, xác suất muốn lĩnh ngộ quy tắc mà người ngã xuống am hiểu quá thấp, chưa tới một thành. Mà đế chi bản nguyên cường giả cấp bậc thánh đế để lại, sau khi hậu nhân tìm hiểu, có chín thành xác suất lĩnh ngộ được quy tắc mà người ngã xuống am hiểu. Tỷ lệ này là rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân lần trước Lục Trần muốn đế chi bản nguyên, khí linh lại không cho. Dù sao Lục Trần cũng đã lĩnh ngộ quy tắc hư không, còn muốn hấp thu bản nguyên của hư không chi chủ, đây không phải là lãng phí à. Nếu đưa cho Lục Trần có thể sẽ làm cho quy tắc hư không càng thâm sâu, nhưng đưa cho người khác, có thể tạo nên được một người lĩnh ngộ được quy tắc hư không. Bác Phương Phủ rất lớn, năm đó trước khi ngũ đế chưa ngã xuống, phồn vinh chưa từng có, môn đình như chợ, người đến thăm hoặc bái sư núi liền không dứt cánh cửa đều bị đạp phá nhưng sau khi trải qua trận chiến hắc ám nhất, thế lực đứng vững hoặc là ở hư không thành bảo đều ngã xuống, tử khí nặng nề. Bên trong Bắc Phương phủ rách nát có thể nhìn thấy rất nhiều hài cốt, rất nhiều hài cốt đều thối giữa, trong góc còn kết đầy mạng nhện, cũ kỹ không chịu nổi. Chương 1121, năm đại đế. Lúc hai người họ tiến vào bên trong thì đám thiên kêu thượng giới đã tụ tập ở nơi này, Liễu Khuynh Thành, Vu Chiến bọn họ cũng ở đây lẳng lặng tu luyện chờ đợi, hai người họ đến khiến rất nhiều người ngồi xếp bằng trên mặt đất mở mắt nhìn bọn họ một cái rất nhanh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện lục trần còn nhìn thấy một người quen thuộc trong số đó là cố vân lúc trước cố vân bại trong tay hắn chạy trốn dựa vào pháp chỉ chỉ là không ngờ đối phương còn dám tới nơi này đối với nhân vật như cố vân trong lòng lục trần hoàn toàn không có bao nhiêu để ý cố vân cũng nhìn thấy lục trần trong lòng hiện lên một tia kiêng kỵ mãnh liệt không chỉ thực lực bản thân Lục Trần mạnh mẽ hoàn toàn nghiền ép hắn, mà hôm nay sau khi tới nơi này còn nghe nói quan hệ giữa đối phương và Yến Tử Hiên rất tốt, Yến Tử Hiên này cũng là một chủ vô pháp vô thiên ở sơn hải giới. Hai người này đi cùng với nhau khiến hắn hoàn toàn không thể có bất kỳ tâm tư nhỏ nào, trong lòng thầm cầu nguyện Lục Trần đừng đối phó hắn, lúc ấy sẽ cảm tạ trời đất. Phu, đúng lúc này, một luồng uy áp khủng bố bao trùm bầu trời, vô số luồng sáng đại đạo hội tụ ngưng tụ thành một bóng dáng to lớn, bóng dáng này xuất hiện khí tức đại đế chen chúc cả không gian, trong lòng mỗi người đều như bị đè một tảng đá lớn, luồng khí tức này dường như làm cho người ta hít thở không thông. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quanh thân bóng dáng nở rộ đế huy rực rỡ, đế huy chói mắt khiến ánh mắt đau đớn. Thanh danh Bắc Vương rất vang dội, là một nhân vật làm mưa làm gió có thể ảnh hưởng đến hậu bối, ánh mắt mọi người nghinh đón đế huy chói mắt, trợn to hai mắt, cố gắng nhìn rõ bóng dáng trong hào quang. Trong rất nhiều hào quang có một nam tử trung niên tao nhã, khí chất mờ mịt suốt trần vô cùng siêu phàm người này chính là bắc phương cường giả đại đế đã ngã xuống sơn hải giới có rất nhiều truyền thuyết về hắn hai mắt bắc phương nhìn lướt qua mọi người phía dưới cao giọng mở miệng nói hoan nghênh mọi người đến bắc phương phủ bái kiến bắc phương tiền bối đám thiên kiêu thượng giới dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía bắc phương cung kính hét lên rất nhiều người đều đang đánh giá bắc phương dung mạo bắc phương này giống y hệt bức tượng bắc phương ở sơn hải giới chỉ là có thêm một tia thần vận so với bức tượng điêu khắc đó bác phương thoạt nhìn vô cùng chân thật nhưng thật ra cũng chỉ là một tia chấp niệm bác phương hơi há miệng mở miệng nói chư vị tiểu bối các ngươi cũng biết ta ngã xuống đã lâu hiện giờ thứ để lại chỉ là một tia chấp niệm mặc dù ta và bốn huynh đệ sinh tử đã ngã xuống nhưng trước khi chấp niệm tiêu tán có thể giúp các ngươi một lần bọn ta sẽ lựa chọn người nhận truyền thừa thích hợp truyền quy tắc am hiểu và kinh nghiệm cả đời cho các ngươi mọi người yên lặng nghe không ai quấy dày bác phương nói chuyện hắn dứt lời mọi người lại có thêm một phần kính trọng đối với hắn cường giả năm đó chết đi đều là người công chính liêm minh chư vị huynh đệ ra ngoài đi bác phương mở miệng bác phương dứt lời đế huy lóng lánh trong mảnh sáng rực rỡ bên cạnh bác phương xuất hiện bốn người là ba nam một nữ khí thức đại đế trên người bọn họ mãnh liệt bao phủ hư không thành bảo minh mông giờ phút này mọi người ở đây đều bị khí thức đại đế áp chế đế huy trên thân bốn người họ rất chói mắt khuôn mặt mơ hồ khó có thể nhìn rõ dung mạo thật sự, cho người ta loại khí chất siêu mạnh cao cao tại thượng. Ngũ đế tụ lại, không ai dám nhìn thẳng dáng người anh vũ của bọn họ. Chấp niệm của bọn họ vốn có thể thu lại đế huy, nhưng có lẽ sau lần này, ngay cả chấp niệm cũng sẽ không còn, cho nên đế huy thỏa thích nở rộ. Người phía dưới không dám trách cứ bọn họ, mà cũng không có tư cách trách cứ. Năm đại đế do Bắc Phương dẫn đầu, bốn đại đế còn lại là hảo hữu kết giao của Bắc Phương. Bái kiến chư vị đại đế đám thiên kiêu đến từ thượng giới chắp tay với bốn đại đế bước ra ngoài. Bọn họ đều ngã xuống vì Sơn Hải Giới, lập được công lao to lớn, đáng được bất kỳ ai ở Sơn Hải Giới tôn kính. Bác Phương mở miệng nói, bọn ta sẽ lựa chọn người nhận truyền thừa từ trong các ngươi, vì công bằng công chính, người mà đạo quả lựa chọn sẽ tiếp nhận truyền thừa của bọn ta. Hiện tại bắt đầu từ ta đi, Bác Phương nói xong, tiến lên một bước, bàn tay hắn vươn ra, trong bàn tay xuất hiện một chùm sáng chói mắt bên trong trùng sáng tràn ngập lực lượng quy tắc nồng đậm, mạnh gấp mấy lần so với lực lượng quy tắc bình thường, nồng đậm không gì sánh được, đây là đại đế đạo quả. Một thân tu vi và quy tắc của cường giả đại đế đều dung nhập vào bên trong đại đế đạo quả. Phía trên đại đế đạo quả của Bắc Phương có một luồng chấn động hủy diệt đáng sợ nở rộ ra, ảnh hưởng hư không xung quanh, từng khe nứt màu đen xuất hiện, trong khe nứt nổi lên loạn lưu hư không cực kỳ khủng bố. Lục Trần cảm nhận được luồng chấn động quy tắc này, ánh mắt lập tức sáng ngời bởi vì hắn vô cùng quen thuộc với luồng chấn động quy tắc này. Quy tắc sát lục, trước đây hắn lĩnh ngộ quy tắc sát lục từ thiên yêu của tộc Tam Đầu Ngạc, quy tắc này vô cùng biến thái, trong quy tắc ẩn chứa ý giết chóc vô tận, có thể phân giải tất cả những thứ kiên cố, khiến không gian vỡ nát. Chương 1122, năm đại đế khai. Người lĩnh ngộ được quy tắc này rất ít, trong hàng tỷ người khó có một người có thể lĩnh ngộ được. Quy tắc sát lục, quả nhiên Bắc Phương là đại đế lĩnh ngộ quy tắc sát lục. Ngoại trừ lục trần ra thì đám thiên kiêu thượng giới cũng đang thì thầm, trong ánh mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Bọn họ đã nghe qua truyền thuyết của Bắc Phương, biết Bắc Phương am hiểu đại đạo sát lục, hôm nay vừa thấy, quả nhiên giống như trong lời đồn. Nếu có thể lĩnh ngộ quy tắc này đối với thực lực của bọn họ tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi hãy vận chuyển công pháp phóng thích quy tắc lĩnh ngộ được, đạo quả sẽ lựa chọn một người tiến hành truyền thừa trong số các ngươi. Bác Phương mở miệng nói, đám người lập tức hành động, lần lượt ngồi xuống mặt đất, từng luồng quy tắc khác nhau tản ra ngoài, dẫn dắt đại đế đạo quả của Bắc Phương. Lục Trần cũng trực tiếp triển khai quy tắc, quy tắc sát lục chấn động ra sen lẫn với đại đế đạo quả, làm cộng hưởng, chỉ thấy đại đế đạo quả của Bắc Phương trên không trung trực tiếp bay về phía Lục Trần, sau đó đại đế đạo quả hóa thành một chùm sáng nhập vào trong cơ thể của Lục Trần. Đại đế đạo quả này không chút cân nhắc đã trực tiếp hợp làm một với thân thể của Lục Trần. Lúc này đám thiên tài thượng giới lộ ra vẻ tiếc nuối, đồng thời hơi cạn lời, sao đại đế đạo quả không thèm cân nhắc đã trực tiếp lựa chọn lục trần. Sư đệ, chúc mừng ngươi, Yến Tử Hiên bên cạnh mỉm cười nói, chúc mừng, chúc mừng, cảnh tử mặc, phù chiến bọn họ cũng chúc mừng lục trần, thậm chí hạng phi vũ đến từ đọa lạc ma điện cũng nhìn về phía lục trần, mỉm cười nói một câu chúc mừng. Hả, vậy mà ngươi cũng lĩnh ngộ quy tắc sát lục, không tồi, không tồi. Trên không trung, cả người bắc vương tỏa sáng, lộ ra khí thức uy nghiêm nhìn về phía lục trần, khóe miệng có ý cười. Đối với Bắc Phương, đạo quả của hắn thích hợp với người tu luyện quy tắc tương tự. Mọi người bừng tỉnh, lập tức hiểu rõ tại sao đại đế đạo quả của Bắc Phương không dừng lại mà trực tiếp lựa chọn lục trần, thì ra người sau lĩnh ngộ quy tắc tương đồng. Còn nữa chính là trong số người ở đây, chỉ có đối phương lĩnh ngộ quy tắc sát lục này, đại đế đạo quả chỉ có thể tăng lĩnh ngộ về quy tắc, đương nhiên sẽ thân cận với người có quy tắc tương đồng. Mọi người hơi giật mình, sự đệ này của Yến Tử Hiên rốt cuộc là thứ biến thái gì? không chỉ nắm giữ quy tắc hư không, hiện tại lại am hiểu quy tắc sát lục. Có một trong hai quy tắc đó đã có tư cách kiêu ngạo trong cùng thế hệ, nhưng sư đệ này của Yến Tử Hiên thì ngược lại, có được cả hai quy tắc, khiến người ta hâm mộ đỏ mắt. Đa Tạ Tiền Bối, Lục Trần ôm quyền nói với Bắc Phương, dung nhập đại đế đạo quả vào cơ thể, Lục Trần cảm nhận được quy tắc sát lục cực kỳ nồng đậm từ bên trong, chờ đợi hắn luyện hóa. Thứ ta am hiểu là quy tắc Lôi Đình, bên cạnh Bắc Phương có một nam tử cường tráng xuất hiện, hắn vươn tay Lôi đình vô tận hội tụ đến, ngưng tụ ra Lôi đình đạo quả, bên trong chứa đựng lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, như muốn hủy diệt tất cả. Mọi người phóng thích quy tắc đi, nam tử này mở miệng nói. Một đám người phóng thích quy tắc của mình, chỉ thấy Lôi đình đạo quả đó dừng giữa không chung, dường như khó lựa chọn, bởi vì đa số người ở đây đều lĩnh ngộ quy tắc Lôi đình, ví như Lôi Thương, Tề Dương. Hơn nữa Lôi Thương còn đến từ Lôi tộc, luận về nắm giữ Lôi đình, Lôi tộc nói thứ hai, chỉ sợ không ai dám nói thứ nhất dù sao lôi tộc cũng từng sinh ra tồn tại cấp bậc thiên đế. Lôi đình đạo quả giống như một quả cầu lôi điện, lôi quang vạn trường, phù phù trên hư không, sau khi hấp thu khí tức quy tắc của mọi người, dùng tốc độ thong thả bay về phía lôi thương. Trong tiềm thức của lôi đình đạo quả, lôi thương là người thích hợp kế thừa đạo quả của hắn nhất. Lục trần toàn lực vận chuyển cửu phệ thiên công, lôi đình hội tụ quanh thân đều hóa thành quy tắc, từng tia chớp đáng sợ trải rộng quanh thân thể lục trần, sau đó nhằm về phía lôi đình đạo quả, giao hòa với lôi đình đạo quả. Lôi đình đạo quả sẽ lựa chọn ai? Có lẽ là Lôi Thương. Luận về Lôi đình, không ai ở đây có thể sánh với Lôi Thương sinh ra từ Lôi tộc. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, âm thầm suy nghĩ. Lôi đình đạo quả dừng giữa Lôi Thương và Lục Trần, dường như khó có thể lựa chọn, giống như hai người họ trong lòng đang trải qua đấu tranh khiếp người. Lôi Thương nhìn thoáng qua Lục Trần, không khỏi nhíu mày. Quy tắc Lôi đình mà đối phương lĩnh ngộ không phân cao thấp với hắn, sao có thể? Phải biết rằng hắn đến từ Lôi tộc thể chất của lôi tộc bọn họ là thích hợp nhất để đi con đường lôi đình, lôi đình đạo quả không cần phải lựa chọn đối phương mà không lựa chọn mình. Xoạt, sau khi rằng có một lúc, lôi đình đạo quả đột nhiên chợt lóe nhập vào trong cơ thể lục trần. Lại lựa chọn sư đệ của Yến Tử Hiên, mọi người thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, lôi đình đạo quả sẽ lựa chọn lôi thương, dù sao lôi tộc cũng nắm giữ đạo lôi đình. Khiếp, vận may của người này cũng quá tốt rồi. Có mấy thiên kiêu thượng giới nắm giữ quy tắc Lôi Đình, trong lòng thầm mắng một câu. Lôi Thương quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lục Trần một cái thật sâu. Chương 1123, đạo quả thuộc về. Lôi Đình đạo quả đối với hắn chỉ là một cơ duyên rất nhỏ, dù sao cũng có Thánh Đế đích thân dạy dỗ hắn, chỉ là Lôi Đình đạo quả lựa chọn một người ngoài ở trước mắt bao người, chứ không phải lựa chọn hắn xuất thân từ Lôi tộc, chuyện này khiến cho hắn ít nhiều có chút thất vọng. Sư đệ, chúc mừng, Yến Tử Hiên mở miệng cười nói sư đệ lục trần liên tiếp được hai đại đế đạo quả lựa chọn, vận may này không phục cũng không được. đại đế nắm giữ đạo lôi đình đó cũng bất ngờ liếc mắt nhìn lục trần, nói tiểu tử cố gắng tu luyện, đừng khinh thường quy tắc bình thường. bất cứ quy tắc gì khi tu luyện đến mức tận cùng đều có thể trở thành cường giả tối cao. đại đế này nói xong, lập tức lui xuống. tiếp theo, đại đế bên cạnh hắn tiến lên một bước, quanh thân đại đế này bốc lên ánh lửa hừng hực, phom trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, một luồng nhiệt cực kỳ cuồng bạo tràn ra từ trên người hắn cảm nhận được khí tức hỏa diễm nồng đậm, mọi người biết đại đế này nhất định lĩnh ngộ quy tắc hỏa diễm. Đại đế lĩnh ngộ quy tắc hỏa diễm vươn tay ra, hạt hỏa diễm bay giữa trời đất, ngưng tụ một hỏa diễm đạo quả ở trong tay hắn, từng luồng sóng nhiệt lan tràn ra từ trên đạo quả, khiến người ta cảm thấy giống như thân ở trong dung nham, hơn nữa bọn họ có loại cảm giác, hỏa diễm đạo quả đó tùy tiện bắn ra một tia hỏa diễm chạm vào người bọn họ cũng có thể thiêu bọn họ thành cho tàn. Giống như đại đế nắm giữ lôi đình trước đó đã nói, không thể xem thường bất cứ loại quy tắc nào, bất cứ quy tắc nào tu luyện đến cảnh giới tận cùng đều có thể phóng ra năng lượng hủy diệt thiên địa. Mời chư vị phóng thích khí tức, đại đế cả người tắm ngội trong ánh lửa mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, bắt đầu sôi nổi phóng thích khí tức, giao hòa với hỏa diễm đạo quả trên trời cao, xem hỏa diễm đạo quả sẽ lựa chọn ai. Phần lớn người ở đây đều lính ngộ quy tắc hỏa diễm, bởi vì quy tắc hỏa diễm là quy tắc ngũ hành, cũng là quy tắc cơ sở, trên cơ bản từ hoàng cảnh nhập thánh, trong trăm vạn người thì có đến 99 vạn người tu luyện một trong quy tắc ngũ hành. Trong đám người, rất nhiều người âm thầm cắn răng, nhìn chằm chằm hỏa diễm đạo quả. Quanh thân Cố Vân nổi lên hỏa diễm màu lam nhạt, Ly Hỏa cung có một đóa thần hỏa tên là Nam Minh Ly Hỏa, Cố Vân từng trải qua tẩy lễ trong thần hỏa, Cố Vân tràn ngập dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với hỏa diễm đạo quả. Quanh thân hạng phi vũ có ma diễm, không gian bị ma diễm bỏng cháy làm cho rung động, hai mắt hắn xanh biếc trong suốt, mơ hồ có hai ngọn lửa nhỏ màu lục bị đốt lên hạ giới 80 năm, cuối cùng cũng nắm giữ thần hỏa, ta nhất định phải lấy được hỏa diễm đạo quả này. Ánh mắt hạng phi vũ nhìn chầm chầm vào hỏa diễm đạo quả, âm thầm nói, hai ngọn lửa màu lục bắn ra từ ánh mắt hạng phi vũ, đánh vào hỏa diễm đạo quả đó. Khí tức thần hỏa, hạng phi vũ quả nhiên nắm giữ thần hỏa, truyền thuyết là thật. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hạng phi vũ, trong lòng run dày. Hạng phi vũ vốn không phải người của mười vực, có danh ở sơn hải giới, lão đầu là đọa lạc ma đế danh tiếng lừng lẫy nhưng mấy chục năm trước hạng phi vũ đột nhiên biến mất có lời đồn hắn đã hạ giới nghe nói có một đoá thần hỏa đợi hắn thu phục đến giờ hạng phi vũ đã biến mất hoàn toàn khỏi sơn hải giới hiện giờ nhìn thấy đối phương ở hạ giới đôi mắt hắn bắn ra hỏa diễm đáng sợ còn cuồng bạo hơn quy tắc hỏa diễm uy năng càng thêm khủng bố đây là khí thức thần hỏa thần hỏa lục trần cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn hạng phi vũ một cái Thanh danh của người này tuyệt đối không vang dội bằng thiên tử La Minh, thuộc nhân vật không lộ thực lư c. Nhưng hỏa diễm xanh biếc bắn ra trong mắt đối phương khiến diệt thế hắc diễm trong thân thể hắn cuồng bạo. Đây là cảm ứng giữa thần hỏa, ta cũng muốn hỏa diễm đạo quả này. Lục Trần lẩm bẩm trong lòng, đồng tử hắn hóa thành màu đen nhánh, cực kỳ yêu dị. Hai hỏa diễm màu đen bắn ra, nhập vào trong hỏa diễm đạo quả đó. Khi diệt thế hắc diễm của Lục Trần bộc phát, lập tức ảnh hưởng tới hạt hỏa diễm xung quanh mấy thiên kiêu thượng giới am hiểu quy tắc hỏa diễm, khí tức hỏa diễm xung quanh bạo động, cứ như gặp phải khắc tinh, bắt đầu hỗn loạn chạy trốn khắp nơi, mơ hồ có cảm giác không chịu người khống chế. Thần hỏa, lại là một đóa thần hỏa. Mọi người giật mình nhìn hỏa diễm màu đen bốc cháy quanh thân Lục Trần, nhộn nhạo làn sóng khí hỏa diễm màu đen, sôi nổi hét lên kinh ngạc. Sư đệ Lục Trần của Yến Tử Hiên cũng giống hạng phi vũ, có thần hỏa quanh thân. Yến Tử Hiên cũng bất ngờ liếc mắt nhìn Lục Trần, bỗng nhiên cảm thấy không hiểu sư đệ lục trần này chút nào, sư đệ này đúng là luôn có thể mang đến bất ngờ cho người ta. Thứ như thần hỏa không phải ai cũng có được, thần hỏa tự sinh ra từ trong thiên địa, sơn hải giới cũng chỉ có mấy đóa đều nằm trong tay cường giả đại đế trở lên, hạng phi vũ có được một đóa thần hỏa đã khiến người ta giật mình rồi, không ngờ lục trần cũng có một đóa Trong số những người ở đây, chỉ có hai ba người không ngạc nhiên, là vu chiến, liễu Huynh thành và hạng phi vũ. Lần trước Lục Trần đối chiến với Cố Vân, thần hỏa trong cơ thể hạng phi vũ bạo động, lúc ấy hắn đã biết lục trần nắm giữ thần hỏa. chương 1124, không nói võ đức. Khí thức thần hỏa của hai người đều dung nhập vào hỏa diễm đạo quả đó, tranh đoạt quyền sở hữu đạo quả, những người còn lại chỉ có thể nhìn, không có chút cơ hội nào. Bởi vì người có thần hỏa đã định sẽ tiến xa hơn trên con đường quy tắc hỏa diễm, cho nên hỏa diễm đạo quả chỉ có thể lựa chọn một trong hai người lục trần và hạng phi vũ, như vậy phải xem ai có thể khống chế quy tắc hỏa diễm thâm sâu hơn. Hạng Phi Vũ liếc mắt nhìn Lục Trần, Lục Trần được định là đối thủ tiềm tàng tranh đoạt đạo quả với hắn, hắn điên cuồng vận chuyển công pháp, toàn lực thúc dục uy lực của thần hỏa. Lục Trần cũng như thế, chỉ thấy hỏa diễm đạo quả bị hai tia sáng một đen một xanh bao vây, hai tia sáng truy đuổi nhau, xua đuổi đối phương. Thần hỏa của ai bị loại bỏ thì người còn lại sẽ là người thắng. Phút phút phút, hai tia thần hỏa đan xen lẫn nhau, muốn cắn nuốt đối phương, Lục Trần hừ lạnh một tiếng, hắn thả lỏng tinh thần, dung nhập toàn bộ diệt thế hắc diễm vào bên trong. Hai tia sáng một đen một xanh truy đuổi một lúc lâu, mọi người thấy hỏa diễm màu lục liên tiếp bại lui, mà hỏa diễm màu đen lại từng bước ép sát, hỏa diễm thiêu đốt ngày càng mãnh liệt, vây quanh chèn ép, bao vây hỏa diễm màu lục. Hạng Phi Vũ rơi xuống thế hạ phong, mọi người nhìn chằm chằm hỏa diễm đạo quả không chớp mắt, trong lòng âm thầm nói. Quả nhiên, Hạng Phi Vũ cảm nhận được thần hỏa cầu cứu, không ngờ thần hỏa tinh ví này lại bị thần hỏa của Lục Trần cắn nuốt hắn giành trước một bước, thu hồi thần hỏa, từ bỏ cạnh tranh với Lục Trần. Sau khi hạng phi Vỗ thu hồi thần hỏa, diệt thế hắc diễm của Lục Trần nắm giữ hỏa diễm đạo quả, cuối cùng mang hỏa diễm đạo quả về, nhập vào trong thân thể. Hỏa diễm đạo quả thứ ba bị Lục Trần thu vào trong lòng. Mọi người xung quanh tức đến mắt đều tỏa ánh sáng xanh, đạo quả của năm đại đế, ba viên thuộc về sư đệ của Yến Tử Hiên, đây là chuyện người làm sao. Chấp niệm của năm đại đế trên trời cao thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút cạn lời, vốn dĩ bọn họ cho rằng sẽ lựa chọn 5 người truyền thừa, kết quả 3 viên dừng trên cùng một người. Lục huynh, người đã có hai viên, không thể nhường ta một chút sao. Hạng phi vũ nhìn về phía lục trần, cười khổ nói một câu. Đại đế đạo quả, ta không ngại nhiều. Lục trần mỉm cười đáp lại một câu. Lời này khiến mọi người tức nghiến răng, con rùa rụt cổ này sẽ không mưu đồ hai viên đạo quả còn lại chứ. Tên nhãi, đừng nói với tỷ tỷ ngươi còn am hiểu đạo âm luật nhé. Đại đế nữ giới duy nhất đứng ra, đôi mắt đẹp nhìn lục trần chằm chằm dáng người của nữ đại đế này cao gầy phong thái tuyệt thế hoa nhường nguyệt thẹn đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác kinh diễm thế gian hi hi vãn bối không am hiểu đạo âm luật lục trần đáp lại một câu vừa nói ra lời này có mấy người ở đây thở phào nhẹ nhõm một hơi tên khốn này không am hiểu đạo âm luật có nghĩa sẽ không cạnh tranh với bọn họ bổn tòa am hiểu âm luật nhập đạo bằng tiếng đàn nữ đại đế duy nhất liếc mắt nhìn bốn phía một lượt chậm rãi mở miệng nói phất tay một cái chỉ thấy trong thiên địa có thêm vô số âm phù đủ mọi màu sắc một tiếng đàn đại đạo chấn động vang vọng khắp thiên địa tiếng đàn này vô cùng êm tai giống như tiếng trời mọi người ở đây khẽ nhắm mắt lại chìm vào say mê sư muội không phải người am hiểu đạo âm luật sao nhanh lên lục trần truyền âm cho liễu khuynh thành liễu khuynh thành phất tay lấy ra một chiếc đàn cổ chậm rãi đàn tấu hình thành cộng hưởng với tiếng đàn vang lên trong thiên địa ngoại trừ liễu khuynh thành thiên kiêu trên thượng giới cũng có người lấy ra một chiếc đàn, bắt đầu đàn tấu, muốn đoạt được đạo quả của nữ đại đế này. Rất nhanh, giữa sân đã vang lên mấy tiếng đàn khác biệt, có mềm nhẹ, có nặng nề, cũng có mang theo sát ý, mỗi người mỗi vẻ. Một thanh niên anh Tuấn đang diễn tấu một sát khúc, hai tay hắn không ngừng giao động dây cầm, từng tia sát khí bắn nhanh ra ngoài, khiến lư không chấn động. Lục Trần liếc mắt nhìn đối phương, lại nhìn sư muội nhà mình, tuy cảm thấy sư muội nhà mình không kém gì đám người này, nhưng vì đạt được trăm phần trăm, Lục Trần đã đi về phía đối phương. Số ít người không có được đạo quả của nữ đại đế nhìn thấy động tác của Lục Trần, khẽ ngây ra, không rõ Lục Trần muốn làm gì. Lục Trần vươn bàn tay, lòng bàn tay có kình phong phiêu đáng, hội tụ quy tắc lôi đình, hình thành một thanh kiếm lôi điện, bay về phía đàn cổ của thanh niên đó. Kiếm lôi điện đánh trên đàn cổ, đàn cổ phóng ra một tia sáng chặn công kích của lôi đình, có thể thấy được đây là một đàn cổ có phẩm dai rất cao. Tinh, Tuy rằng đàn cổ đã chặn công kích của Lục Trần, nhưng một giây cầm lại đứt, khiến cho tiếng đàn mê người đó đột nhiên ngừng lại, âm phủ bay múa biến mất không thấy đâu. Ngươi, người này đột ngột bị Lục Trần công kích, dừng lại, tức giận bắn về phía Lục Trần, trong lòng người này cực kỳ tức giận, cảm thấy bất mãn với hành động của Lục Trần. Đây không phải là sử ngọc của thần âm cung sao, ha ha, bị sư đệ của Yến Tử Hiên phá hoại rồi. Sư đệ của Yến Tử Hiên không nói võ đức, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tươi cười quỷ dị không thấy sư muội ta đang gảy đàn sao lục trần nhìn chằm chằm sử ngọc nói sử ngọc tức giận nói sư muội của ngươi đánh đàn có liên quan gì đến ta chương 1125, không nói võ đức hai sử ngọc tức điên vốn dĩ mọi người cạnh tranh công bằng người này lại tới phá hoại không nói võ đức lục trần mở miệng nói chưa từng nghe qua câu thành như ưu tiên nữ sĩ sao ngươi có phải là người ga lăng hay không còn nữa một nam tử hán đại trượng phu không chơi đao kiếm lại chơi đàn đây là chuyện nam tử mạnh mẽ nên làm sao không đợi sử ngọc nói chuyện lục trần lại khinh thường nói liên quan dám gì đến ngươi sử ngọc tức điên nói sư đệ này của yến tử hiên quá đáng lắm rồi năm đại đế trên trời cao cũng cạn lời tên nhãi này bản thân không chiếm được lại muốn phá hoại người khác để cho sư muội hắn đạt được nhưng ngại sự yêu tú của lục trần bọn họ cũng không mở miệng ngăn cản huống hồ đạo âm luật của sư muội đối phương cũng không yếu hơn người xung quanh sau khi huyền cầm của sử ngọc đứt đoạn âm phù của liễu khuynh thành bay vào trong đại đế đạo quả giao hòa với đại đế đạo quả đồng thời hình thành một sát tràn âm luật ngăn cản âm phù của những người khác tiến vào đại đế đạo quả cứ như vậy liễu khuynh thành thuận lợi lấy được đạo quả của nữ đại đế này sau khi liễu khuynh thành đạt được đạo quả những người còn lại ngừng đánh đàn trên mặt lộ ra biểu cảm tiếc nuối đạo quả của bốn đại đế đều bị sư huynh muội lục trần lấy được đây cũng quá đáng giận đặc biệt mặt sử ngọc khó coi hắn xuất từ thần âm cung, đây là thế lực lập nên bởi âm luật, từ nhỏ Sử Ngọc đã có thiên phú trên phương diện âm luật này, là một trong các đệ tử mạnh nhất của thần âm cung. Nếu người nào đó nói chút phó đức, hắn không nhất định sẽ bại bởi sư muội đối phương. Dù cho trong lòng có lửa giận, Sử Ngọc cũng không dám phát tác, thực lực của Lục Trần quá khủng bố, hắn để tay lên ngực tự hỏi thấy mình đánh không lại. Kiếm ý cấp thánh, quy tắc hư không, quy tắc sát lục, còn nắm giữ thần hỏa, trước nay chưa từng gặp thánh quân nào biến thái như vậy. Tóm lại, lần này chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức vào trong bụng. Hương, chỉ còn lại ta. Chấp niệm của đại đế cuối cùng nhẹ giọng mở miệng, trong mắt có tang thương vô tận. Tiền bối, người am hiểu quy tắc gì? Ánh mắt lục trần nhìn về phía đại đế cuối cùng, vừa dứt lời, không chỉ trong mắt đại đế đó lộ ra vẻ kỳ quái, mà ánh mắt thiên kiêu thượng giới xung quanh cũng nhìn lục trần cũng kỳ quái. Sao vậy, sư huynh muội các người thật sự muốn bao thầu truyền thừa của năm đại đế sao? tuy rằng nói đại đế đạo quả chỉ có thể gia tăng hiểu biết quy tắc nhưng cũng là một loại cơ duyên tăng quy tắc nhanh chóng thế lực sau lưng bọn họ có đại đế thậm chí là cường giả thánh đế bọn họ cũng ít nhiều từng được chỉ điểm nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là lặn lội từ sơn hải giới xa xôi tới đây kết quả không vớt được sợi lông nào tâm trạng có thể tốt được sao lúc này mọi người truyền âm cho nhau biết sư đệ của yến tử hiên tên lục trần tỷ a à, lần trước ta bị lục trần bắt nạt cướp một khối thất thải nguyên thạch của ta, người giúp đỡ chút đi. Trong đám người, Lộc Minh truyền âm cho Mai Anh Lạc, giọng nói rất âm ức. Lúc trước ta cũng cho đối phương một khối đế liệu, Mai Anh Lạc đáp lại một câu, Lộc Minh, Lộc Minh muốn hộp máu, suýt chút nữa quên mất trước đó tên Lục Trần này đã cuốn đế liệu của mấy người này, không đưa đế liệu sẽ không giao lưu với hư không thành bảo, nên mọi người chỉ có thể đưa ra. Mai Anh Lạc mở miệng nói, người này tạm thời không nhìn thấu, đợi thêm mấy ngày rồi hắn nói qua mấy ngày nàng sẽ ra tay, những người khác cũng sẽ ra tay. Đế chi bản nguyên hư không chi chủ để lại mới là vở kịch lớn, đến lúc đó sẽ xảy ra một trận hỗn chiến, nếu đối phương tham dự, đến lúc đó có thể nhân cơ hội thử thực lực của đối phương. Đại đế còn lại trên không trung nhìn về phía lục trần, mở miệng nói ta am hiểu quy tắc tín ngưỡng. Vừa nói ra lời này, trong mắt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kỳ quái. Quy tắc tín ngưỡng là một quy tắc tương đối hiếm thấy, dựa vào chúng sinh sùng bái, Sinh ra nhân quả hình thành quy tắc độc đáo. Người tu luyện quy tắc này rất ít, rất khó phát triển. Ví dụ như sơn hải giới, 9 phần 9 võ giả đều sùng bái tồn tại vô thượng trên đỉnh phong giới tu hành như Đông Hoàng Thiên Đế, Đại Mộng Thiên Nữ, rất khó khiến họ sùng bái người khác. Đại Bi tự ở sơn hải giới có một tín ngưỡng Phật chủ, tương đối nổi danh. Phật chủ này mới vào cảnh giới đại đế, đi theo con đường quy tắc tín ngưỡng. Nhưng có một cục diện xấu hổ, người sùng bái hắn rất ít. Cũng may thế lực chỉnh thể của Đại Bi tự tương đối khổng lồ, người theo tín ngưỡng Phật giáo không ít, nói cách khác, người sùng bái tín ngưỡng Phật này hoàn toàn không có bao nhiêu. Vậy phải di chuyển trận địa, trọng tâm của tín ngưỡng Phật đều đặt ở thế tục, để người dưới thánh cảnh tín ngưỡng hắn. Nhưng quy tắc tín ngưỡng này rất yếu, cực kỳ bé nhỏ. Lực lượng tín ngưỡng sinh ra từ 100 vạn người tín ngưỡng dưới thánh cảnh kém xa so với lực lượng tín ngưỡng sinh ra từ một trí tôn. Tóm lại, người đi con đường này ít càng thêm ít. Trừ vị tín ngưỡng Phật này, đếm ngón tay tính toán, hình như Sơn Hải Giới không còn cường giả cấp đại đế trở lên đi con đường này. Trừ khi tu luyện đến đỉnh phong thật sự, cũng chính là cảnh giới thiên đế mới có thể ngưng tụ ra lượng lớn sứ đổ tín ngưỡng. Trường 1126, Kim Lỗi Lạc và cháu không được đi vào. Dựa theo tốc độ phát triển sứ đồ thông thường, hoàn toàn không thể hấp thu bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng, vậy thì cũng chỉ có thể đi cửa hông, một chữ, trộm. Tiền bối tên là Kim Lỗi Lạc, trong đám người phát ra một tiếng nói khác thường, không biết truyền ra từ ai. Vừa nói ra lời này, đám thiên kiêu thượng giới đều nhìn về phía đại đế trên không trung, ánh mắt kỳ quái. Khi bọn họ còn chưa sinh ra, Sơn Hải giới đã có một đại đế tên Kim Lỗi Lạc mà mọi người đều đòi đánh. Tuy rằng trong tên có hai chữ lỗi lạc, nhưng phong cách hành sự của đại đế này không lỗi lạc chút nào, thậm chí có thể nói là đê tiện vô sỉ. Vì sao? Bởi vì lúc trẻ, đại đế này không theo lẽ thường, thường xuyên ra vào các đại tông môn, trộm tượng điêu khắc, hấp thu lực lượng tín ngưỡng trong tượng điêu khắc, sau đó cứ như vậy dựa vào hấp thu lực lượng tín ngưỡng của tượng điêu khắc, dưới sự đuổi giết của các thế lực khắp tám phương, tu thành chính quả, trở thành một cường giả đại đế. Dù cho đại đế này đã chết nhiều năm, nhưng trước cửa rất nhiều tông môn ở Sơn Hải giới còn dán cáo thị kim lỗi lạc và chó không được đi vào.